sản phẩm của anh ấy. Sao lại bãi? Bạn có muốn cho phép ứng dụng hay sử dụng không? Đùa. Không phải ạ. Bởi vì cái này nó, cái bàn phím này nó không giống bàn phím kia. Đây, Việt Nam Hanko, đây rồi. Được chưa? Đâu nhỉ? Mạc hơi khó dùng. Chưa quen. Không quen. Đào xuống không biết là vứt đâu đây. Đây nhá, nghĩa là nó sẽ có một cái file đấy rồi. Nó có một cái file đấy rồi. Bây giờ thôi, khi phải nói qua nói ấy thôi, chứ còn không, cái Mac này không, em lại không biết dùng. Đây này, ở trên, ở Facebook này, nó cho phép từ những cái dữ liệu email và số điện thoại đấy chuyển đổi trở thành người dùng Facebook. Bởi vì làm sao? Cô chú và anh chị đang đăng ký cái tài khoản Facebook bằng cái gì ạ? Đấy, vấn đề là chúng ta đang đăng ký bằng email và số điện thoại. Và Facebook nó sẽ thu thập được cái thông tin đấy. Nó sẽ giúp chúng ta từ những cái dữ liệu đấy, chúng ta sẽ chuyển đổi trở thành những khách hàng trên Facebook. Được chưa? Thì nó có một cái gọi là đối tượng này này. Mọi người chú ý vào màn hình nhá. Chú ý vào màn hình này ạ. Mọi người không nhìn vào màn hình kia. Mọi người sẽ để ý có cái phần đối tượng này này. Đây thực ra là những, đây là những dữ liệu khách hàng của cháu đang thu thập rồi. Đấy. Mọi người chọn vào tạo đối tượng này. Nó có tạo đối tượng tùy chỉnh này. Chưa nhìn thôi, không phải ghi, sẽ có người hỗ trợ. Không phải ghi, chưa nhìn nữa, để biết thôi. Đây này, nó có cái hồ sơ khách hàng này này. Kích vào đây. Xong rồi chọn và sao chép dán dữ liệu. Đây, mình sẽ tải cái tập tên email mình vừa đào lên. Nó sẽ sau khoảng tầm 5 đến 7 phút, nó sẽ tự động nó chuyển thành dữ liệu khách hàng trên Facebook. Được chưa? Mọi người hiểu ý tưởng chưa? Cái thứ hai mà đấy là em đã sử dụng được cái email và số điện thoại được chưa? Bây giờ em đã sử dụng được cái email và số điện thoại cho mọi người rồi nhá. Mọi người có hiểu ý tưởng không ạ? Nghĩa là dữ liệu khách hàng mà từ email và số điện thoại ấy, mình, bởi vì mình đăng ký bằng cái gì ạ? Email, số điện thoại. Đúng rồi. Nên Facebook biết được điều đấy và nó sẽ giúp mình chuyển được cái từ dữ liệu đấy thành dữ liệu người dùng Facebook trên Facebook. Và nó từ đấy mình sẽ tạo ra một cái đối tượng, được chưa? Tạo ra một đối tượng khách hàng, được chưa? Còn ví dụ như là cái tương tác với fanpage này, ví dụ như cô hay chị này chạy quảng cáo Facebook, có người tương tác nhưng chưa mua hàng đúng không? Có người tương tác, có người là xem bài viết của mình rồi. Nghĩa là những người đấy người ta đã quan tâm lĩnh vực của mình rồi. Đúng không? Thì ở trên Facebook nó có một cái tính năng đấy, cũng ở phần đối tượng đấy ạ. Cũng ở phần đối tượng. Phần đối tượng. Nó có phần tạo đối tượng này. Tạo đối tượng tùy chỉnh này. Nó có phần tương tác trên Facebook này này. Mình chọn tương tác trang nhé. Chị có thể, nếu chị chạy video, chị có thể chạy là chọn tương tác video cũng được. Còn nếu không, chọn tương tác trang. Chọn trang. Được chưa? Chọn trang, ví dụ như em chọn trang em có nhiều trang lắm. Em chọn trang này đi. Được rồi. Đây, chọn trang này đi. Những người tương tác trong vòng bao nhiêu ngày? Được chưa? Xong rồi gõ cái tên mình đây, ví dụ như 365 ngày, em muốn những người đã tương tác 365 ngày qua của em. Em lấy dữ liệu của 365 ngày qua, em lấy đây. Nhập tên đối tượng, em nhập vào đây. Chúng mày Queen Spa chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Thì đối tượng là đối tượng nào? Đối tượng của mình á? Đối tượng của mình đấy, những người đúng rồi, đây là mình đặt tên thôi. Thì sau khi ấn nhất tạo đối tượng này, nó sẽ tạo ra một cái tập như này. Tạo ví dụ đây là Queen Spa, em có dữ liệu của 3.100 khách hàng. Được chưa? Em không biết họ là ai đâu. Nhưng em có dữ liệu. Đấy. Hay là đối với cái trang ví dụ cùng lĩnh vực của chị đây. Đây là một trang cùng lĩnh vực của chị này. Nhưng mà nó về vẽ. Thì em đang có dữ liệu của 1.200 khách hàng. Rất là khủng khiếp. Không hề ít đâu. Hay là về em có một cái cửa hàng ở dưới Thái Bình. Thì đây là dữ liệu của
1.700 người quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm sạch. Và bây giờ làm sao để chúng ta sẽ, đây là chúng ta là hoàn thành xong bước 1 là chuẩn bị dữ liệu nhá. Bước 2 của chúng ta là gì ạ? Bước 2 của chúng ta sẽ là đưa dữ liệu lên Facebook. Bước 2 là đưa dữ liệu lên Facebook. Đưa dữ liệu lên Facebook thông qua. Mọi người cứ ghi theo cái cụm từ mà em đã đọc ạ, thì mọi người sẽ có những cái từ khóa cho mình để khi dòng support đến bước nào mọi người sẽ có thể làm được cái bước đấy. Thông qua đối tượng tùy chỉnh, cứ ghi vào đi ạ. Đối tượng tùy chỉnh, kỹ thuật bỏ qua, vừa nãy toàn là các bước kỹ thuật thôi. Rồi, đưa dữ liệu lên Facebook, đưa dữ liệu khách hàng này, đưa dữ liệu này lên Facebook thông qua đối tượng tùy chỉnh. Nhưng mà đấy là những người đã tương tác với hàng với mình rồi, những người đang quan tâm đến sản phẩm của mình rồi. Nếu mình quảng cáo với họ không thì không nói làm gì. Bây giờ mình phải quảng cáo những người mà chưa cũng quan tâm đến sản phẩm nhưng mà chưa biết đến mình. Bước đấy mới còn quan trọng hơn. Đấy ạ. Chúng ta sẽ có bước 3. Đây là những bước target này. Những bước này cực kỳ quan trọng, bước 3. Bước 3 này chưa đặt tên được. Nhưng mà em sẽ giải thích mọi người. Nghĩa làm sao? Facebook nó tổng hợp được những cái người đấy rồi. Tổng hợp được những cái người đấy rồi. Nhưng mà mình vừa làm xong bước 2 đấy nhá. Tổng hợp được những người, bây giờ mình tạo ra những tập khách hàng như thế này. Tạo ra được những tập khách hàng như thế này. Vinhome 1, Vinhome 2, Vinhome Phạm Hùng này. Tạo ra được những cái khách hàng như thế này rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp cận đến những đối tượng. Nghĩa là Facebook nó sẽ dựa vào trên những cái đối tượng mình tạo nên đấy. Nó sẽ phân tích được cơ sở dữ liệu hành vi người dùng trên Facebook. Có hiểu ý tưởng không ạ? Nó sẽ phân tích được những cái cơ sở hành vi, ví dụ như là ông hay đọc bài viết gì, ông hay đọc trang gì. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ nhóm được những cái đặc điểm chung của nhóm đối tượng đấy. Thấy chưa? Nó sẽ nhóm được những cái đặc điểm chung của đối tượng đấy. Mình không biết được những đặc điểm đấy đâu. Thế ra nếu mà ở nước ngoài thì sẽ có công cụ phân tích, nhưng ở Việt Nam mình thì em chịu. Đấy, chưa, hiện giờ em chưa biết được công cụ nào cả. Thì nó sẽ nhóm được những đối tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những người có hành vi tương tự với họ, bởi vì hành vi tương tự với họ sẽ có khả năng mua hàng hơn. Nói chỗ này mọi người có hiểu không ạ? Không ai hiểu phải hỏi nhá. Hiểu im là có hiểu. Đấy. Thông qua một thứ gọi là đối tượng tương tự, đúng ý nghĩa của nó, đối tượng tương tự là những người có hành vi tương tự trên Facebook dựa trên đối tượng khách hàng tiềm năng. Bước 3 của mình đấy ạ. Bước 3 mình sẽ là tạo đối tượng tương tự. Tạo đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự. Tạo đối tượng có hành vi tương tự với khách hàng của chúng ta. Đây chính là bước 3. Cách tạo như thế nào? Thì nó sẽ quét theo phần trăm dân số. Ví dụ em sẽ tạo ra đối tượng là Queen đi spa đi, những người phụ nữ có quan tâm đến làm spa làm đẹp. Em sẽ tích vào đối tượng này. Mọi người chú ý vào đây ạ, chú ý vào màn hình đấy nhá. Đừng có nhìn vào màn hình mình nữa. Bởi vì những bước này rất là tích vào đối tượng tương tự. Tích vào ô này, xong rồi chọn là đối tượng tương tự này. Nguồn này. Đây sẽ chọn là cái đối tượng nguồn là cái tập tin mình vừa tải lên đấy. Tập tin mình vừa tải lên đấy. Bây giờ mình sẽ chọn theo nước. Sao thế nhỉ? Được chưa? Rồi. Mình sẽ chọn nước. Nước ở đây ví dụ như là nhầm. Chọn là Việt Nam. Chi đi. À, mình là ASEAN. Việt Nam đây. Rồi. Đây, nó sẽ quét theo phần trăm dân số. 1%, cao nhất là 10%. Nghĩa là 10% dân số Việt Nam có hành vi tương tự với lại đối tượng khách hàng của chúng ta.
Còn đây là 1% những khách hàng có hành vi tương tự ở Việt Nam. Chọn 1%. Lưu ý chọn 1% ở cái bước này. Bởi vì đây là những khách hàng có hành vi giống nhất. Đây là những khách hàng có hành vi giống nhất. Đúng rồi ạ. À không, 1% dân số Việt Nam cố định mà. Cái nếu mà đối tượng tùy chỉnh của mình càng lớn, cái đối tượng ban đầu mình tạo, cái tập dữ liệu mình tạo ra khách hàng càng lớn ấy, thì nó tìm ra được cái 1% này càng chính xác. Đấy. Ok. 1%. Xong nhá. Thì nó sẽ tạo ra một cái tập tin nó trông như thế này này. Đây là dữ liệu của một những người có hành vi tương tự này. Ví dụ như là đây, nó sẽ có chữ lookalike này. Đây là lookalike 1%, nghĩa là 1% hành vi có người tương tự quan tâm đến spa của em. 471.200 người. Bây giờ spa em ở chỗ ngã tư Sở. Thì bây giờ em sẽ làm một cái bước là em sẽ thu hẹp tập khách hàng cho mọi người sẽ nhìn thấy. Nghĩa là mình sẽ target chuẩn đến mức độ nào nhá. Mọi người setup quản lý quảng cáo này. À đây, chọn tạo quảng cáo này. Đưa giả sử là tương tác với bài viết đi. Tiếp tục này. Đối tượng này, chỗ phần đối tượng này sẽ có này. Thêm đối tượng tùy chỉnh này. Chọn những người có hành vi tương tự là bao nhiêu? Cột đây spa đây. Mọi người để ý bên cột bên này nhá. Hiện nay ở Việt Nam này có 450 người độ tuổi từ 18 đến hơn 65 có hành vi tương tự, có hành vi sở thích tương tự. Nhưng cái mặt hàng này của em chỉ bán dành cho những người có tiền. Em sẽ chỉ chọn là độ tuổi từ 24 đến 34. Mọi người nhìn này, bắt đầu thu hẹp dần ở đấy. Chỉ còn 160.000 người. Bây giờ bởi vì cái spa của em nó ở cái khu vực là không ở Việt Nam mà nó ở ngã tư Sở. Đây, cầu vượt ngã tư Sở. Em chỉ bán trong bán kính là bởi vì mong muốn người ta thu, mong muốn người ta đến với cái cửa hàng của mình. Em chỉ chọn 2 km thôi. Đấy, mọi người nhìn này, chỉ còn 35.000 người thôi. Đấy, thì với ngân sách 35.000 người, với ngân sách là khoảng tầm được rồi, 220.000 người em tiếp cận hoàn toàn những người này rồi. Đấy, nên là ba yếu tố quan trọng nhất đấy, em đã nêu hết cho mọi người. Với phương pháp này thì đảm bảo mọi người sẽ target chuẩn khách hàng nếu có dữ liệu hàng trước. Đảm bảo chuẩn khách hàng luôn, không sai được, không phải target sở thích hành vi gì, đảm bảo chuẩn, target chuẩn. Đây là phương pháp target của em, hiện nay em đang dùng và em ứng dụng rất là thành công. Về kỹ thuật 220.000 này thì mình sẽ chọn ra được cái đối tượng chuẩn của mình đúng không? Đúng rồi. Chứ không chạy lung tung nữa. Đúng rồi, mình sẽ không chạy lung tung nữa. Thông qua các chỉ số về nhân khẩu học, nghĩa là giới tính, độ tuổi, thông qua chỉ số về địa lý và thông qua về đối tượng, chỉ cần vậy thôi, không cần gì hơn nữa. Được chưa? Đấy là phương pháp đơn giản nhất, được chưa? Tiếp đấy ạ. Thì sau khi mọi người xong hết tất cả rồi, bây giờ em giả sử xong hết tất cả rồi nhá. Giờ mọi người chọn tiếp tục. Và mọi người chọn cái bài viết quảng cáo của mình thôi, chọn trang bán hàng của mình. Trang bán hàng của mình là ví dụ quên bán hàng của em là Queenie Beauty Spa chẳng hạn. Đây em chọn bài quảng cáo là bài này. Đây là bài quảng cáo của em. Em chọn đặt hàng là xong. Hết. Chạy Facebook cũng vậy rồi, hết rồi. Được rồi, nhưng mà em sẽ nốt cho mọi người thêm một cái yếu tố nữa rất là quan trọng. Đấy là mình xong cái bước quảng cáo rồi nhá, setup quảng cáo xong rồi nhá. Nhưng mà trước khi chạy quảng cáo có một yếu tố cực kỳ quan trọng mà em muốn mọi người phải làm. Bởi vì một bước cực kỳ quan trọng, cái này là em bonus thêm cho mọi người để mọi người có một cái bài post quảng cáo, bài viết quảng cáo hiệu quả hơn. Thì bởi vì thường ấy, thông thường ấy là mọi người sẽ tạo bài quảng cáo đúng không? Tạo bài quảng cáo này, xong rồi chạy quảng cáo này. Chạy quảng cáo. Nó sẽ có một cái người ta trong tâm lý người ta gọi là hiệu ứng đầu tiên. Hiệu ứng đầu tiên.
Nghĩa là khi nhìn vào bài quảng cáo ấy, chưa có like, chưa có comment gì ấy, thường người ta sẽ rất khó người ta để lại comment đầu tiên. Đúng rồi, nó sẽ có một tâm lý gọi là trạng thái tâm lý người đầu tiên ấy. Nên là trong cái khi mọi người chạy quảng cáo ấy, mọi người có thể tạo ra những cái fanpage ảo hoặc là tạo ra một cái tên người. Mình tự like, tự comment đặt hàng. Tự like, tự comment đặt hàng. Khoảng tầm 10 like và 3 comment đặt hàng. Thì nó sẽ giúp cho mọi người cái hiệu ứng để mọi người làm nó sẽ tốt hơn. Đây là kinh nghiệm cá nhân thôi. Dạ. À, không ạ, không phải tìm 10 ạ, mà là mọi người sẽ tự mình ấy, tự bản thân mình ấy đăng nhập vào xong rồi comment, tự comment vào, nó sẽ hiệu quả hơn. Chả sao cả, nó chỉ nhìn thấy fanpage của cô thôi chứ nó chả nhìn thấy chả biết cô đã. Đúng. Nó tự like được. Thực ra nó rất là nhanh thôi. Nó... Tóm lại là nhá. Nghĩa là mình sẽ có những cái fanpage, mình sẽ có fanpage mang tên người. Mình tạo ra những fanpage mang tên người. Mình tự like, mình sẽ like và comment cái bài viết này của mình, cái bài viết quảng cáo của mình ấy, để tạo ra cái tương tác ảo. Người ta nhìn, người ta bảo là ơ, thằng này hình như là có khá nhiều người đặt hàng, chắc là có thể tin tưởng nó rồi. Mồi, đúng rồi đấy. Từ khóa đâu có mồi. Chứ nói câu quá chuẩn là cháu nghĩ mãi không ra từ. Mình mồi chơi khách hàng, chính xác câu đấy luôn. Mình mồi chơi khách hàng. Đúng rồi đấy. Tức là mình phải mình là đúng rồi. Tạo cái fanpage là còn là tên cá nhân. Đúng rồi. Thôi được rồi, cái này thì kỹ thuật hướng dẫn được không ạ? Mọi người sẽ hiểu đây là mình sẽ mồi trước cho khách hàng. Mình có thể nhờ bạn bè hoặc là làm sao đấy để comment trước. Comment trước bảo là mày comment vào đây đặt hàng cho tao. Đấy, xong rồi mình trả lời bình luận họ, xong rồi mình mày hãy like hộ tao cái bài này. Kiểu dã vậy. Được chưa? Thì người ta sẽ nhìn, người ta tin tưởng hơn. Được chưa? Thì đây là một cái dạng để mọi người có thể chạy quảng cáo hiệu quả. Nhưng mà vẫn cứ phải có cái mặt mình chứ không như mặt mình. À, dĩ nhiên phải có mặt mình thì tốt hơn. Nhưng mà đúng không, không ý con nói nên là mình cứ giảm 10 like mà mình ấy thì cái mặt mình nó vẫn thân thiện thì người giống như mặt mình hết à? Không, người ta không ai đọc đâu cô. Không, lúc ấy sẽ có chia cái, nghĩa là cái kỹ thuật đấy đơn giản là mồi cô nhờ bạn bè hoặc là có các con vào. Đúng rồi, người ta vào người ta tương tác ảo cho mình thôi được, không cần thiết đâu mà gửi là nhờ họ ấy, để mình có một cái tương tác mồi trước này. Như chú nói là mồi đấy, đứa từ khóa này cháu không nghĩ ra đâu. Cháu cảm ơn chú. Đấy, mình sẽ có mồi trước. Cái này nó sẽ giúp cho cái hiệu ứng mua hàng của mình tốt hơn. Đấy, cái này là tâm lý học hành vi thôi. Cái này cháu cũng nghiên cứu về tâm lý học hành vi, cháu cũng biết qua một chút. Thì nó cũng tạo ra những hiệu ứng tốt. Ok, thì về quảng cáo nó chỉ dừng như thế này thôi. Nó chỉ như vậy thôi. Đấy. Nhưng mà hầu như hôm nay chúng ta không động đến kỹ thuật đúng không? Đấy. Có mỗi cái bước đầu tiên là khó nhất là tài khoản quảng cáo. Nó thật là cháu mà giảm hết tất cả chỗ này, nếu mà cháu giảm theo đúng kỹ thuật đấy, chúng ta mất, chúng ta ngồi với nhau từ thứ 2 đến thứ 6 tuần sau luôn. Từ thứ 2 đến 6 luôn. Được chưa? Tí nữa Google cũng thế này thôi. Mọi người chỉ xem cháu biểu diễn là chính. Nhưng mà mọi người phải hiểu những cái cơ bản nhất thì mọi người sẽ dễ làm việc hơn. Ok, về quảng cáo Facebook như thế này. Nhưng chạy là một chuyện, đo lường hiệu quả mới là thứ quan trọng hơn rất là nhiều. Đặc biệt cô chú là những người, nếu mà cô chú là những người quản trị doanh nghiệp thì cái việc đo lường hiệu quả nó còn quan trọng hơn tất cả những cái thứ trong đó trên bên trên. Được chưa? Thì nó sẽ có một các chỉ số như sau, chúng cháu gọi là KPI đối với quảng cáo. Các chỉ số như sau. Đấy, ví dụ như của cô đấy, chạy chẳng biết là lý do tại sao cháu. Đấy thì những cái chỉ số này sẽ giúp mọi người rất là tốt. Được chưa? Mọi người ghi lại là này, đó người ta gọi là KPI hay là các chỉ số đo lường. Thì mọi người sẽ biết lỗi ở đâu khắc phục. Mọi người cứ đổ là do target, do cái này, do cái kia, chưa chắc đâu nha. Thì KPI nó như sau, đó là tương tác. Đầu tiên là tương tác. À, tiếp cận, nhầm, xin lỗi. Tiếp cận. Xong đến tương tác. Cứ mọi người cứ ghi đi ạ, xong cháu sẽ giải thích. Đến tương tác, xong đến tiếp nhận đơn hàng.
xong đến chốt đơn 4 chỉ số. Rất quan trọng. Thế tiếp cận và tương tác, bước này này, nó sẽ liên quan đến target, nó sẽ liên quan đến giới tính này, độ tuổi này, vị trí địa lý này. Cái bước này này, nó liên quan đến target. Target là gì? Đấy là những cái mà giới tính này, độ tuổi này, thấy chưa? Vị trí địa lý này, hoặc là tệp đối tượng này. Tệp đối tượng. Chú cần lên máy đi. Tiếp nhận đơn hàng và chốt đơn. Tệp đối tượng. Tệp đối tượng nó chính là cái yếu tố cháu vừa nói đấy. Cái gì? Thấy chưa? Tương tác. Tương tác nó chính là việc người ta like, người ta comment, người ta share, người ta bình luận và người ta chia sẻ. Đấy là những cái hành vi của họ. Tương tác à? Đúng rồi, đấy là tương tác. Tiếp cận nghĩa là quảng cáo này nó sẽ tiếp cận bao nhiêu người đây này, cô chú sẽ thấy đây. Mọi người sẽ thấy đây này, ví dụ fanpage của cháu này, cháu có quảng cáo. Ôi chết rồi. Một cái trang của cháu nhá. Queenie. Đây này, mọi người ra thấy đây. Đây là cái chỉ số tiếp cận này. Ơi, nó trôi nhanh quá. Đây đây, mọi người nhìn thấy cái vạch sai ngó ghi tự nhiên với trả phí không? Cái chữ tự nhiên trả phí trên màn hình nhá. Đấy là nó tiếp cận đây này. Tiếp cận với lại 4.362 người. Đấy là chính là chỉ số tiếp cận. Thấy chưa? Chỉ số tương tác nó chính là lượng comment này. Ví dụ như là đây là của cháu có 47 lượt like, 7 lượt chia sẻ. Quảng cáo này cháu chạy hết 200.000 và chốt được khoảng tầm 30 đơn. Chốt được tầm 30 đơn. Chỉ số lợi nhuận riêng khoảng tầm mười mấy triệu ấy. Comment này, để lại số điện thoại này. Và bây giờ vẫn còn hiệu ứng nhá. Đấy, thì nó sẽ là bình luận và chia sẻ. Được chưa? Cái phần bình luận này, chia sẻ này, đấy thì mọi người sẽ thấy đây. Lời bình luận này, chia sẻ này, cảm xúc này. Được chưa? Cái tiếp theo đấy là tiếp nhận đơn hàng, nghĩa là người ta comment, để lại số điện thoại. Số điện thoại khách hàng đấy. Số điện thoại khách hàng đấy. Trường hợp bây giờ comment này xong khách hàng đối thủ nó vào lấy hết, mình sẽ ẩn đi, ẩn comment đi. Cái này này thì chỉ cần kích vào ẩn thôi, cái này nó đơn giản, nói sau không ạ? Nó chốt đơn, đấy là chính việc họ để lại số điện thoại rồi, bây giờ mình gọi điện chốt đơn thôi. Thì đây là một cái quy trình chuẩn trong một hệ thống quảng cáo. Nếu mà, nghĩa là nếu mà từ tiếp cận chuyển sang tương tác thấp này, nếu mà nghĩa là ví dụ như là đây này, cháu tiếp cận đến 4.382 người mà chỉ số tương tác của cháu chỉ có toàn 1-2 like với lại 1 comment thôi. Nghĩa là cháu đang gặp về vấn đề target. Cháu đang gặp về vấn đề sai, cái sản phẩm này đang nhắm sai giới tính, sai độ tuổi, sai về vị trí địa lý và sai tệp đối tượng. Đấy. Nhưng mà tiếp cận này tương tác tốt. Đấy. Thì nó còn có một yếu tố đã quên không nói, đấy là về nội dung. Quên mất. Nội dung. Nó cũng ở phần này. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái đối tượng của cháu viết một nội dung nhưng mà cháu tiếp cận sai cái đối tượng đi. Ví dụ viết dành cho sản phẩm, viết bài viết này cho nam nhưng mình lại tiếp cận sang nữ, người ta sẽ không quan tâm nữa. Kiểu dạng vậy. Về tương tác sang tiếp nhận đơn hàng thì nghĩa là sao? Tương tác sang tiếp nhận đơn hàng thì nghĩa là cái nội dung của mình có vấn đề, cái kêu gọi hành động của mình có vấn đề. Thì đoạn này nếu mà ví dụ như của cô ấy chạy, nó ra like nhưng mà nó chẳng có một cái bình luận nào, chẳng có để lại số điện thoại, không số điện thoại, không inbox, không có một ai nhắn tin cho mình, không ai nhắn tin. Đấy là do vấn đề bài viết của cô vấn đề.
phải chỉnh lại bài viết. Bài viết của cô đang có vấn đề đấy. Ví dụ cô vừa nãy cô show cho cháu một cái quảng cáo inbox nha, người ta nhắn tin vào fanpage của mình ấy. Đấy, thì cái bài viết của cô đang có vấn đề đấy. Cái trang cô vừa xem, cháu lướt qua thôi, cháu xem chỉ thấy chỉ số like không thấy bình luận. Nghĩa là cô đang gặp vấn đề từ tương tác hay chuyển sang tiếp nhận đơn hàng. Người ta chỉ like thôi, chứ người ta không bình luận gì cả. Người ta không nói gì chuyện gì với cô cả, người ta không nhắn tin gì với cô cả. Đấy chưa? Cô đang gặp vấn đề về bài viết, cô phải xem lại bài viết đi. Chứ nó không phải do vấn đề tương tác của cô đâu. Mọi người hiểu ý tưởng không ạ? Đây là những cái chỉ số rất là quan trọng cho mọi người. Tiếp theo là từ tiếp nhận đơn hàng đến chốt đơn. Nghĩa là mình đã có số điện thoại của họ rồi, nhưng mình không thể nào mình chốt được cái đơn đấy. Thì cô phải xem lại nhân viên sale đi. Nhân viên sale, nhân viên sale của cô đang có vấn đề đấy. Không phải do quảng cáo của cô đâu, do nhân viên sale của cô có vấn đề đấy. Thì cái từ những dữ liệu này cô sẽ bóc tách được tất cả các dữ liệu. Khi cô chú có những cái dữ liệu, có những cái thông tin này này, thì cô sẽ biết là mình sẽ đang sai ở đâu và mình cần sửa ở đâu, cần phải sửa ở đâu. Bây giờ chứ rõ ràng chốt đơn là do nhân viên mình kém, mình lại đổ cho quảng cáo, mình sửa sai chỗ chết luôn. Bây giờ thì đây người xấu ạ, đây là cái KPI. Thực ra những cái chỉ số này cháu có chỉ số cho nó, ví dụ như là từ tiếp cận này phải đạt được 20% này, từ tương tác đến tiếp nhận đơn hàng thường là 30% chẳng hạn. Nghĩa là cứ khoảng tầm 3 like, 3 comment thì phải có được một số điện thoại, kiểu dạng vậy. Được chưa? Xong rồi từ tiếp nhận đơn hàng này sang chốt đơn 50% chẳng hạn. Nghĩa là cứ 10 số điện thoại đưa ra thì tôi phải được có 5 đơn hàng rồi. Thì đây là một cái bài quảng cáo điển hình. Bài quảng cáo này cháu bỏ ra 200-300 không nhiều lắm, nhưng mà tại khái nó chỉ mức độ đấy. Và cái chỉ số và cái cháu thu được giúp hộ là tức là bây giờ từng cái giai đoạn này này, tiếp vâng. cận, tương tác, tiếp nhận đơn hàng và chốt đơn, từng cái quãng này nó để biết rằng là mình đang bị lỗi ở đâu. Ví dụ như chẳng hạn như là tiếp cận cao mà like ít và bình luận ít thì nó là sai đối tượng. Đúng rồi, đây là từ tiếp cận đến tương tác mà ít, mình chạy quảng cáo rồi nhưng mà tương tác ít thì khả năng là do sai đối tượng. Mình phải xem lại target của mình, phải test lại các kiểu. Xem lại target. Đúng rồi, từ tiếp nhận đơn hàng này sang tương tác mà ít thì khả năng là do bài viết, phải xem lại bài viết. Từ tiếp nhận đơn hàng sang chốt đơn này mà ít, khả năng là do nhân viên bán hàng của mình kém, phải đào tạo nhân viên bán hàng. Được chưa? Thì kể cả cô tự chạy hay là cô anh chị tự chạy hay là làm sao, thì đây là cái chỉ số quan trọng để mình quản lý được tốt cho cái công việc kinh doanh của mình. Ok, thì thực ra cháu cũng làm cái này trước cháu chạy thì cháu không để ý các chỉ số, cháu cho nó những cái chỉ số kém nhưng mà không có quan trọng. Nhưng mà sau khi đi sâu về quản lý thì cháu làm được cái này và cái công việc kinh doanh của cháu nó tiến triển một cách không ngờ, gần như nó thay đổi cái công việc kinh doanh hoàn toàn. Biết đào mình phải tổ chức đào tạo nhân viên nào, mình phải đào tạo nhân viên nào, mình phải bổ sung kiến thức nhân viên nào, mình phải làm việc với nhân viên nào, dạy cho họ cái gì. Đấy, dạy cho họ những cái gì. Nó rất là tốt. Và từ những cái chỉ số này cháu đưa ra những cái chiến dịch cho hàng tuần, hàng tuần, hàng tháng cháu chạy những chiến dịch gì, lợi mục tiêu chỉ số, mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu, và biết được cái lỗi sai của cháu ở đâu để cháu sửa. Quan trọng nhất là mình phải biết được cái lỗi sai mình ở đâu. Mình mà không biết nguy hiểm cực luôn. Nó gần như giết chết mình luôn. Nó sẽ giết chết mình luôn. Cháu đã mất rất nhiều tiền cho việc đấy rồi. Và đây là cái cháu diễn là cháu mất tiền thì không bằng cô chú mất tiền rồi. Nhưng mà thực sự là nó cũng là cái kinh nghiệm mình nghiên cứu cũng nhiều. Cô chú mới tiếp cận marketing online, nhưng mà như cháu thì cháu cũng mất nhiều tiền để tiếp cận nó, thì cháu cũng nó có cho cháu những cái bài học thực sự rất là giá trị. Thì cái này hôm nay cháu chia sẻ thêm với cô chú về cái vấn đề. Thường thì dạy quảng cáo Facebook cháu không dạy cái này mấy. Thường này là người quen còn hay là cái võ chồng. Gì thì chia sẻ với mọi người võ thì nhiều, nhưng mà chia sẻ những cái quan trọng nhất là hôm nay chia sẻ những người mọi người những cái nào quan và quan trọng nhất ấy, bởi vì thời gian mình không cho phép mà. Đấy, thì đây là cái chỉ số về nó không chỉ áp dụng cho Facebook đâu, nó còn áp dụng cho cả Google nữa. Các cô chú cứ lưu lại đấy, kể cả quảng cáo ngoài trời ấy nữa, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Cháu nói thật đấy, ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Nên là cô chú làm, các cô chú cứ đưa đấy. Bây giờ tao có cái KPI này giao cho một agency ở đấy, tao KPI này, tao muốn là tao cái quảng cáo của tao nó phải tương tác, nó phải tiếp cận đến 100.000 người và có khoảng tầm 50%, 30% số người đấy tương tác với tao. Được chưa?
Trong 30% đấy thì tao ít nhất tao phải nhận được bằng này phần đơn hàng, thì content mày phải là nội dung bài viết quảng cáo mày phải làm cẩn thận cho tao. Biết để mà đè đầu với cái thằng quản lý ấy. Đấy ạ. Đấy thì đây là buổi chia sẻ về Facebook của cháu, tạm thời đến đây đã. Thì về vấn đề kỹ thuật thì ở trên này có các bạn support nắm rõ rất là nhiều kỹ thuật rồi. Thì các bạn sẽ hỗ trợ cô chú, anh chị, được không ạ? Đấy, còn về chiến lược thì đấy thì cháu sẽ chia sẻ thêm như vậy. Đây tổng quan đầu tiên ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm lại để tạo một cái hệ thống quảng cáo, chúng ta phải chuẩn bị những cái sau, những điều sau. Chúng ta cần phải có những cái thông tin gì? Cháu hướng dẫn rồi mà. Thôi, nó là bước kỹ thuật. Tóm lại là mình có được cái đấy thì mình sẽ có cách xử lý, được chưa? Có cách xử lý như thế nào thì có các bạn support dẫn. Nó là bước kỹ thuật thôi. Các bạn kỹ thuật có đảm bảo cái trình độ này đạt như cháu để không? Kỹ thuật thì người ta nắm rất là rõ. Vì cô đi Facebook nhiều rồi, những người thành công, những người phải học như kiểu như cháu, cháu không dám nhận này đâu. Thế là cháu không thấy nhiều người cháu thành công. Cháu thành công chủ yếu là nhờ chiến lược của cháu tốt. Đấy. Chứ không phải là kỹ thuật của cháu tốt. Đấy, kỹ thuật thực ra là bây giờ cháu thuê người làm việc cho cháu hết rồi. Cháu giờ cháu có người làm việc cho cháu thuê hết, kể cả Facebook cháu có người làm việc cho cháu thuê hết. Cháu biết thì cháu mới chỉnh. Chứ cháu không làm, cháu thậm chí cháu không làm cơ. Đấy, nên là những cái bước kỹ thuật. Cháu vừa nói cái tháp, lúc buổi sáng cháu có chia sẻ về cái tháp đúng không? Cái tháp là không biết là cái tờ giấy đâu nhỉ? Đấy, trong cái tháp đấy cháu chia sẻ đấy là mọi người, nếu mà mọi người muốn cái công việc kinh doanh của mình đẩy nhanh tốc độ lên ấy, thì mọi người nên tập trung nhiều về cái tư duy và chiến lược nhiều hơn. Còn những kỹ thuật này các bạn ấy thừa sức các bạn làm được. Thừa sức các bạn làm được. Cháu nói thật các bạn ấy nhanh lắm. Cháu lướt rồi các bạn học được hết rồi. Thì phải giỏi đủ cái trình độ tư duy để đấy thì tư duy kiến thì những cái tư duy về tư duy về chiến lược cháu cung cấp cho mọi người rồi mà. Cháu biết làm học trường không? Rồi, dạ vâng. Đấy, cô theo nó cả nhóm như đào cường, con chỉ túm mỗi đào cường bây giờ nó thành tỷ phú rồi. Thì đấy thì sao người học theo có làm ăn được gì được đâu? Bởi vì làm sao nó có một câu chuyện thế này. Đấy là vấn đề mới làm được, nhưng có phải 90% 100 người đi học thì chỉ có 99 thì 90 người không làm, còn 10 người mới làm thôi. 10 người mới thực sự theo cô ạ. Thời lượng kiến thức hôm nay nó rất là ít. Nó chỉ có một buổi thôi, nên cháu phải rút ra những cái gì, cái từ khóa gì tốt nhất cho mọi người. Đấy, thì bây giờ cháu lại tổng kết lại một lần nữa. Còn những cái bước kỹ thuật kia, nó Facebook của Google nó hướng đến cái việc là ai cũng có thể làm được. Ai có thể làm được. Nên hiệu quả không đấy là do vấn đề đây, tí nữa cháu tổng kết này, đây bây giờ cháu tổng kết này đấy, chứ còn về kỹ thuật cháu không tổng kết được cho cô đâu, nó chứ còn không cô phải ngồi với cháu 6-7 buổi cơ đấy, chứ còn ngồi sáu bảy buổi mà 6-7 buổi thì tự nhiên là chúng ta đều không thể ngồi được với nhau nhiều như thế, nên chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái phần chính thôi được không ạ? Nên là mọi người nếu mà cháu đi nhanh quá mọi người thông cảm nhé. Rồi ok thứ nhất là mọi người phải có hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp, nổi bật. Được chưa? Hình ảnh đẹp, nổi bật. Thứ hai, mọi người phải có, nếu mà mọi người chạy video quảng cáo ấy, mình phải có video chất lượng tốt. Chất lượng như nào thì cái này thường các cô phải thuê chứ không làm được. Bây giờ cháu dạy thêm một buổi video nữa là 8 buổi nữa luôn đấy. Bởi vì cái kiến thức này bọn cháu học là 4-5 năm liền mà. Chất lượng. Ui, cháu ơi, cháu nói thật công việc kinh doanh của cháu cũng bận lắm. Này cháu không hứa được có buổi chia sẻ nào, cháu đến cho chia sẻ thôi. Dạ. Không, cháu cơ sở kinh doanh cháu trên này. Cháu bây giờ cháu đang quản lý rất là nhiều công việc kinh doanh. Cháu không có nhiều thời gian. Hôm nay là anh Tuấn rủ cháu về và lâu lắm rồi thì cháu chia sẻ thêm. Cái thời gian là cháu dừng cái năm ngoái thì cháu có làm về hoạt động chia sẻ đào tạo. Nhưng mà năm nay em có những cái video trên YouTube không? Em không làm về cái mạng, về cái mảng đấy. Nghĩa là trước là chỉ những người quen, người thân thì mình làm thôi. Còn cháu tập trung vào vấn đề kinh doanh cho bản thân cháu hơn. Nhưng chứ còn chia sẻ thì cháu dừng rồi.
năm ngoái còn làm chứ, năm chiến lược 2017 là tập trung phát triển doanh nghiệp. Nhưng mà có video không ạ? Do còn do chiến lược ạ, do thời gian. Ví dụ như họ chọn chia sẻ ngành chia nghề chia sẻ và nghề đào tạo, nó là cái nghề để kiếm tiền thì người ta sẽ chia sẻ đào tạo nhiều. Còn cháu là cháu chọn là kinh doanh thì cháu lại phải bỏ vào cái kia đi. Kinh doanh là mình đang lý thuyết nhé, cho em có làm cái video mà phù hợp với bên chỗ chị, chỗ cơ mọi người ở ngồi đây này, em có thể chưa có thì em chia sẻ luôn. Nhưng mà em không có tất cả mọi thứ, em hạn chế việc thu âm bằng video này đấy, bởi vì em không đi sâu vào lĩnh vực đấy. Em muốn tập trung công việc kinh doanh của mình nên là cái chiến lược của anh em. Còn nếu mà ấy thì cà phê một buổi là chia sẻ được mà đấy. Thì hiện giờ bởi vì hiện giờ em đang sắp tới mở thêm một doanh nghiệp. Cháu ở đây là gồm những cái gì con, cô chú xem Facebook của cháu ạ? Của cháu là Trung Anh ạ. Phạm Trung Anh. Cứ đề vào Trung Anh ạ. Dạ. Cháu có spa và biết của cháu kinh doanh trên đấy hết ạ? À? Dạ vâng, cháu có mấy cơ sở đấy. Phạm Trung Anh ạ. Vâng. Nên là cháu không chỉ kinh doanh ở Việt Nam, cháu còn kinh doanh nước ngoài nữa. Đấy, nên là cháu không có thể nào mà có nhiều thời gian đến bỏ đến 47 tương đương với 160 mấy tiếng đồng hồ của cháu, thì cháu không thể bỏ thời gian để ngồi cùng mọi người làm đấy, bởi vì cháu không chọn lĩnh vực này là lĩnh vực chính của cháu, nên là mọi người rất mong mọi người thông cảm với cháu. Okay. Đấy. Thì có những cái gì quan trọng nhất thì cháu sẽ nốt cho mọi người để mà mọi người có một cái chiến dịch nào thành công nhất đấy, còn có gì thì còn kỹ thuật thì có gì mọi người có thể qua, rất mong mọi người thông cảm với cháu nhé. Video chất lượng tốt ạ. Thứ hai là mình phải có nội dung rất tốt ạ. Nội dung bài viết tốt. Mình phải chuẩn bị hết tất cả dữ liệu này. Nội dung bài viết tốt. Được chưa? Bài viết theo em thì bài viết hình ảnh tốt hay là bài viết kia thì ít người đọc? Thực ra là nếu mà có video là tốt nhất. Hiện giờ người ta đang quảng cáo video. Đấy, thì ví dụ như là cái này cháu có xử lý ra quảng cáo hoàn toàn bằng video. Nó ấn tượng. Đây ngày xưa cũng làm chia sẻ đấy chứ. Vẫn còn đang đứng trên nói. Đây là em dùng video ấy, đấy không? Đấy. Dùng video đấy chứ. Thôi rồi. Nhưng trên Facebook của em có những cái nội dung chia sẻ chứ. Không, em không đi theo nghề chia sẻ. Nên đấy em chém gió. Chém gió bạn bè, vui vẻ bạn bè đây. Khoe khoang cái kiểu đấy chứ còn không chơi bài. Nghĩa là do người ta chọn cái định vị bản thân như thế nào thôi. Đấy, em định vị em là người kinh doanh nên em không định vị người chia sẻ này là không cả. Nội dung bài viết tốt ạ. Cái yếu tố tiếp theo đấy là mình phải chuẩn bị dữ liệu khách hàng tốt ạ. Liệu khách hàng tốt nó là bao gồm những cái gì? Nó gồm có số điện thoại, email, tương tác, Facebook. Đấy, đây là những cái dữ liệu tốt. Dữ liệu khách hàng là bao gồm những cái gì? Giới tính, độ tuổi. Đấy, thì mọi người sẽ có quảng cáo tốt. Mọi người những cái thông tin này nó sẽ giúp mọi người sẽ chạy được một cái quảng cáo tốt. Quảng cáo tốt, cháu nói lại, quảng cáo tốt chứ không phải không đồng nghĩa với việc là có thể phát triển được tốt. Mọi người phải tập trung vào chiến lược. Mùa này tập trung vào cái gì, phát triển cái gì. Mùa sau tập trung vào phát triển cái gì. Đấy, xong nhân viên chốt sale của mình phải như thế nào. Mọi người phải đồng bộ các chỉ số kinh doanh của mình lên. Chăm sóc khách hàng, chiến lược chăm sóc khách hàng như thế nào. Có một câu chuyện khác. Đấy là không tiện sâu, cái này nó hơi bí mật tí, hơi cá nhân tí, không tiện sâu. Nhưng mà cháu đã từng, nghĩa là cháu làm chiến lược chăm sóc khách hàng tốt đến mức mà chi phí của cháu không đồng. Cháu thu được 200 đơn hàng. Chiến lược tốt. Nó do chiến lược. Cái này không chém gió. Bởi vì cháu có ảnh. Có ảnh thôi, cho mọi người xem thôi. Bởi vì cái này nó hơi cá nhân. Nghĩa là đây là một cái bài tương tác của cháu thôi. Nên là mọi người, cái này nó chỉ là quảng cáo thôi nhá. Nếu mà mọi người kinh doanh, mọi người phải quan tâm đến vấn đề chăm sóc khách hàng rất là nhiều. Sâu cho mọi người nhìn. Đây là một bài post mới nhất với thông tin của 17 khách hàng. 17 khách hàng đặt hàng. 17 bình luận. Chắc là khoảng tầm 5 khách hàng thôi. Đây 17 khách hàng, còn đây là 8 bình luận ít.
Bài viết này thì lên đến khoảng tầm 27 bình luận một lượt chia sẻ. Bài này 90 bình luận, không tốn một chi phí nào. 61 bình luận, không tốn một chi phí nào. Chi phí, đấy là cái nội dung tốt. Đúng rồi, do nội dung tốt. Nội dung tốt và mình đã đánh được đúng được đối tượng khách hàng. Cá biệt có những cái 43 bình luận này, 11 bình luận này. Tức là 101 bình luận. Những bài đấy là không phải là mình chạy quảng cáo. Không chạy quảng cáo một tí gì. Đấy là sử dụng để chăm sóc khách hàng đấy. Dữ liệu chăm sóc khách hàng rồi đấy ạ. Chỉ cần chăm sóc khách hàng rồi đã đẩy. Cái này là đây là fanpage của cháu. Cháu mới làm cách đây gần đây thôi. Đấy. Cái cháu cho xem đấy là thế nào? Cái đấy là về cái việc chăm sóc khách hàng. Đây là trên đấy là chăm sóc khách hàng là chăm sóc khách hàng. Đúng rồi. Cái này là mở rộng về kinh doanh thôi. Chia sẻ thêm thôi. Nó không liên quan quảng cáo, không liên quan này. Thì cháu đây, ý ở đây câu chuyện là cháu chăm sóc khách hàng tốt đến cái mức nghĩa là cứ mỗi bài post của cháu lên là đều có thể có được đơn hàng. Cháu chẳng làm gì, có khi một ngày cũng túc tắc có tầm 5-7 đơn. Thì đấy là cái dạng chăm sóc khách hàng tốt. Họ đến họ tiếp trận. Cháu áp dụng nhiều chiến lược lắm. Trong cơ sở hôm nay cháu chỉ chia sẻ về fanpage thôi. Còn nếu mà mọi người muốn làm tốt, mọi người đồng bộ hết tất cả Facebook, Zalo, tất cả các chiến lược khác về internet thì mọi người sẽ có dữ liệu khách hàng tốt hơn, chăm sóc tốt hơn. Đấy. Trang mà chăm sóc khách hàng của em trang... không sâu được ạ. Nó liên quan bí mật cá nhân. Thì đấy là một cái số chia sẻ thôi. Đấy, vừa nãy em sâu về số lượt bình luận thôi. Đấy là đủ mọi người biết là cái không tốn một chi phí nào thì cũng có thể làm. Nhưng mà đấy chỉ là chăm sóc khách hàng thôi. Nên là mọi người đừng có phụ thuộc vào quảng cáo nhiều quá. Bọn trong dân kinh doanh, trong dân chạy Facebook bọn em ấy. Bọn cháu xin lỗi nói nhưng mà cứ nói đùa với nhau như phụ nữ liên tháng ấy. Nó cứ thế này thế nọ, mình không nên phụ thuộc vào nó. Cái nào cũng vậy, không phụ thuộc vào nó. Mình nên tạo ra những cái hệ thống riêng cho mình, những hệ thống quản lý riêng, nó rất là tốt. Ok, thì... bếp là mình vẫn bài viết xong mình lấy thương hiệu thứ xong. Đúng rồi, đúng rồi. Phí được đúng không? Đúng rồi, đấy. Là trong cái fanpage của em là em có những cái bài đăng về chăm sóc khách hàng. Đúng rồi, có thu được cái... dữ liệu khách hàng xong rồi bắt đầu là chăm sóc lại cho họ. Vâng, thì cái tỷ lệ chuyển đổi rất là tốt. Đấy, một ngày trên cơ sở là số liệu, cái dữ liệu mà fanpage nó cung cấp cho mình. Vâng. Còn nếu mà chạy quảng cáo thì có những cái thời điểm gọi là nổ inbox, nghĩa là nổ tin nhắn. Nhân viên chăm sóc khách hàng không thể kịp trả lời. Nó nhiều, nó đến hàng vài trăm inbox một ngày. Vài trăm khách hàng đã làm việc với vài trăm người một ngày. Đấy. Thì đấy là những cái dữ liệu cá biệt thôi. Như là những ngày hôm cá biệt thôi, nhưng mà chúng ta phải có những cái buổi dịch thuật của cô thì... cái dịch thuật của cô nếu mà cô áp dụng tốt chiến lược chăm sóc khách hàng ấy thì họ quay trở lại rất là nhiều, cho nói thật. Bởi vì dịch thuật của cô có những cái người ta dịch thuật, người ta dịch không phải chỉ dịch một lần, cô đúng không ạ? Có những người sẽ dịch một lần, ví dụ như là hồ sơ đi nước ngoài là cái gì thì có khi người ta chỉ dịch một lần thôi. Nhưng mà có những cái người ta sẽ dịch nhiều lần thì mình tập trung vào những cái chiến lược, mình tập trung vào những cái khách hàng đấy thì cái chi phí của cô sẽ đao dần dần nó đao xuống. Đấy, hoặc có cô mở rộng chi phí lên thì cái công việc kinh doanh của tôi tốt hơn thôi. Đấy. Chăm sóc qua Facebook cũng tốt rồi. Đúng rồi, chăm sóc qua Facebook cũng được, nhưng mà chăm sóc nếu của cô thì cháu nghĩ chăm sóc số điện thoại hoặc email sẽ tốt hơn. Nhất là email. Như của cháu thì lại bởi vì họ sử dụng email họ làm việc. Còn như của cháu thì cháu lại sử dụng chăm sóc Facebook tốt hơn. Sử dụng số điện thoại với email lại không ý nghĩa nhỉ? Đấy. Đấy là do cái tùy vào lĩnh vực kinh doanh và cái ngành nghề kinh doanh. Đấy, thì khi mình đào sâu vào mình bắt đầu mình tìm ra được những cái phương pháp làm rất là hay. Đúng không? Ai do ý tưởng của mình, nhưng mà nói chung là cháu quan trọng cái việc là cứ làm đi, sai thì sửa. Mình tìm, quan trọng là mình tìm được cái chỗ sai và mình sửa được thôi. Nói chung là phải có học phí. Đúng rồi, học phí này không phải là học phí trả cho thầy đâu, mà là học phí cho trả cho cái ngu của mình ấy. Đây, ngu nhiều lắm rồi. Mình sửa xong mình thấy là nó sai hẳn. Vâng. Bởi vì mình biết rồi chứ bây giờ nói khó, bởi vì là đồng chí chung quanh, đồng chí theo.
Thứ nhất là Google AdWords, cái thứ hai là Google SEO. Và thứ hai là Google SEO. Thì cái này hoàn toàn miễn phí, cái này không mất phí. Google nó sẽ dựa những cái thuật toán của nó và nó sẽ xếp hạng website của anh chị. Câu chuyện là làm sao để anh chị tối ưu làm sao để nó thân thiện được với cái công cụ ấy thôi. Thân thiện được với Google, tối ưu cái website làm sao thân thiện với Google. Nói là không mất phí vậy thôi, nhưng mà thực ra là chúng ta thì không thể tự SEO được. Chúng ta mất rất nhiều thời gian, rất là mệt để thể SEO Google lên top. Rồi một website chúng ta thường sẽ thuê cho những người làm SEO. Thuê những người làm SEO nó mệt lắm. Nói chung là nó là công việc rất là mệt. Mệt. Và nó cần phải đến tùy từng từ khóa, có những từ khóa khoảng 15 phút có thể lên top rồi. Lên top nếu biết làm. Trước bọn em đã từng làm rất nhiều từ khóa 15 phút lên top rồi. Nhưng có những cái từ khóa là 1 giờ, à nhờ, 1 tháng. 1 tháng lên. Nhưng mà có những cái là 3 tháng lên rồi. Thì tùy vào từng chiến lược mà chúng ta sẽ có những cái chiến lược SEO. Em sẽ không đi sâu vào SEO. Em đã từng tư vấn SEO cho một đơn vị. Chắc mọi người biết về X-Watt đúng không ạ? Có ai biết ở đây biết X-Watt không ạ? Đồng hồ X-Watt đấy. Đồng hồ X-Watt ạ. Thì em chơi khá thân với lại ấy, ông sáng lập bên đấy. Và thực ra là trước là em cũng tư vấn ở bên đấy. Thì em đã tư vấn em làm cái chiến lược SEO cho bên đấy. Thì cái kết quả giờ là rất là tốt. Hiện giờ đang đi theo, vẫn bám theo cái brand đấy của em. Xây dựng từ năm 2016, cuối năm 2016 vậy. À 2015. Bám theo cái năm 2015, giữa năm 2015. Em nhớ tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đấy. 2015 là em bắt đầu em xây dựng cái chiến lược SEO cho bên X-Watt đấy. Thì có một cái cậu trưởng phòng SEO bên đấy là em là hỗ trợ bên đấy rất là nhiều. Đấy. Thì hiện nay là bên đấy là vẫn đang bám theo cái brand bên đấy. Rất là nhiều người giờ, em thì em SEO không giỏi, em chỉ giỏi trên chiến lược thôi. Em chia sẻ thật. Kỹ thuật SEO em không giỏi. Kỹ thuật SEO mình tìm những người master, những người rất là giỏi làm việc. Chẳng tội gì mình làm. Mình thì mình đưa ra cái chiến lược cho họ, bảo là tôi cần SEO như thế này. Và các ông SEO cho tôi theo thứ tự như thế này, kế hoạch như thế này, các ông làm đi. Đấy, kiểu vậy. Đấy thì em làm cái phần đấy cho bên LinkedIn, nó làm là một đơn vị rất là nổi tiếng ở đây. Còn về Google AdWords thì bởi vì cái này nó rất nhiều thời gian lên. Có thể là mình thuê, còn nếu không thì mình sẽ bỏ tiền ra mình mua thứ hạng luôn. Đây là Google AdWords đây, có chữ QC này này. Nếu mà đây là Google AdWords thì cái này người ta gọi là AdWords trên trang Google tìm kiếm, hay còn gọi là Google AdWords Search. Đây trên trang tìm kiếm. Đấy, kết quả trên trang tìm kiếm. Thì chúng ta sẽ bỏ tiền cho việc hiển thị lên top 1 này. Bỏ ví dụ tôi đặt ngân sách là 200.000. Một lần nhấp chuột này là mất khoảng tầm 1.500.000. Thì cứ khoảng tầm 300.000 đi. 1.500.000 thì cứ khoảng tầm 20 nhấp chuột. 200 nhấp chuột thì tôi hết tiền. 200 nhấp chuột thì nó sẽ tiêu hết 1.500.000 một nhấp chuột này. Được chưa? Ngân sách là 300.000. Thì đây 300.000 chia 1.500.000 là vậy tối đa được khoảng tầm 300 nhấp chuột, 200 nhấp chuột gì đấy. Đấy thì tôi sẽ hết, sau khi tôi hết tiền rồi thì đây, sau khi tôi hết tiền rồi thì kết quả trên đấy sẽ biến mất. Đấy, nghĩa là mình trả tiền cho cái lần nhấp chuột đấy. Được chưa? Cái này là trả tiền cho lần nhấp chuột. Đúng rồi, mình sẽ đấu thầu. Nên là đấu thầu thì tí nữa em sẽ nói những cái nguyên tắc cơ bản thôi về cái cách làm nhá. Còn cái triển khai như nào, em có hai video clip, chỉ cần xem đi xem lại hai video đấy, một video 8 phút, một video 12 phút, nó mới thấy bị thuật luôn. Có luôn. Đấy. Còn chúng ta tập trung vào chiến lược, chúng ta hiểu những cái kiến thức cơ bản đã, được chưa? Thì đấy, thì Google AdWords thì chúng ta sẽ dùng đấy. Thì khi mà SEO chưa lên top, chúng ta chơi SEO nhưng mà SEO chưa lên top thì chúng ta thể sử dụng Google AdWords để bán hàng ngay. Bởi vì 1-3 tháng mà các cô chú các anh chị mà đi đợi nó lên top lâu lắm, 3 tháng rồi doanh nghiệp mình đi rồi, đúng không? 3 tháng mà không có khách hàng thì doanh nghiệp đã đi rồi, bản thân chúng ta 3 tháng không có tiền ăn rồi, đúng không? Đấy, nên là cái phương pháp này thì nó sẽ cho khách hàng ngay. Đấy, lấy luôn cho anh công nữa. Đấy thì về Google AdWords ấy. Nhưng mà Google AdWords này nó có một cái thứ hai là Google mạng hiển thị. Google mạng hiển thị thì thực ra là Google mạng hiển thị này chúng ta sẽ hạn chế dùng hơn. Cái này nó thuộc về Google nâng cao rồi, nó thuộc cái khóa chuyên sâu nâng cao rồi. Nó mệt lắm, em thì em cũng không giảng đâu. Bởi vì nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật lắm. Đấy, nhưng mà chúng ta chủ yếu là dùng mạng tìm kiếm. Mà cái hiển thị cực đắt này,
Có những giờ nếu mà chúng ta không biết làm này, cái việc anh chị đốt 10 triệu trong vòng 5 phút ấy, nó rất là nhanh, nó rất là dễ luôn. Thế thế nào là mà Google mạng hiển thị? Thì mọi người chỉ cần lên một trang báo, mọi người biết trang báo mới không? À, có trang để em thử nhá. Không được. Tin mới.net mà. Không có trang gì nhỉ? Dinh chấm. Ok, cảm ơn. Có cái trang gì để ví dụ được nhỉ? Em lại không hay like mấy cái trang kiểu dạng này. Đại kỷ nguyên .vn không nào? Mọi người biết trang Đại kỷ nguyên không ạ? Nó một trang kiểu báo mới đi. Xem nào. Báo mới.com xem nào. Xem bọn này có chơi. À đây đây. Bọn này chơi Google AdSense. Đây. Mọi người sẽ nhìn, mọi người đây là Google mạng hiển thị này. Mọi người chỏ vào đây mọi người sẽ thấy này. Cái này thì nhìn không rõ. Đây này, thấy chữ quảng cáo bởi Google không? Thấy chưa? Thì nó sẽ tiếp cận dựa trên sở thích hành vi người dùng, hoặc là sẽ tiếp cận dựa trên từ khóa. Nói về cái AdWords hiển thị, tóm lại là nó là một cái banner và nó hiển thị đến nội dung liên quan những cái người quan tâm cái lĩnh vực đấy. Đấy thì cái này thì em không hướng dẫn sâu đâu, bởi vì thực ra cái này rất là khó. Đấy, mà cái ngành nghề của anh chị thậm chí chỉ cần tập trung vào AdWords tìm kiếm này cũng có thể ra khách hàng rất là tốt thôi. Đấy, ví dụ như là của chị thì không dùng AdWords, chị không chơi AdWords được. Của chị không chơi AdWords được, chị chơi sự bóng đá sale thôi. Của chị không chơi AdWords. Em vừa tính nghiên cứu thị trường không thấy. Của chị là gì nhỉ? Của chị là gì? Em sẽ thử từng ngành nghề mọi người một nhé, xem là AdWords thế nào nhá. Để em tí. Ủa đùa, có cái này trong túi này rất là khó chịu. Lớp học đàn piano đúng không ạ? Cái này của chị chắc chắn có AdWords này. Piano. Đây, chị thấy không? Bốn quảng cáo này, đối thủ của chị đang làm đây này. Đúng chưa? Chị hoàn toàn thể, chị xem 22 cái video kia của em, chị hoàn toàn thể làm được như nó luôn. Video mình đã chuyển thế nào? Lát em chuyển cho, tí nữa em add một bạn support vào trong group của em, xong rồi bạn ấy lấy video xong rồi gửi cho mọi người. Chuyển vào Facebook nhá. Vâng, thì các bạn support sẽ hỗ trợ cái phần này nhá. Phúc đọc cho anh cái của em nào. Anh add em vào cái nhóm của anh, nhóm học viên này của anh, học viên VIP. Dạ vâng. Tí nữa chào add. Tên chú là gì nhỉ? Gmail. Group. Cái gì nhỉ? Facebook ấy. Vũ Đăng Phúc. Vũ gì? Rồi. Đấy thì Phúc lấy trong này xong rồi gửi cho mọi người nhá. Có hai cái clip, một clip 8 phút, một clip 12 phút đấy. 8 phút là hướng dẫn đầy đủ cái cách để set up một chiến dịch quảng cáo nó. Còn 12 phút thì nó là set up để có một cái đoạn văn bản nó to như này, trông nó y như này luôn. Chả khác tí gì. Đấy, trông nó to như vậy luôn. Rất là đẹp luôn này, nếu mà mọi người muốn học kỹ thuật. Đấy, tóm lại là thế. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được những cái bản chất cơ bản về việc là đấu giá thầu hay là như thế nào. Bây giờ em sẽ thử cái ngành nghề của anh đấy nhá. Anh cho em một từ khóa khác đi. Thiết bị điện à? Cô đợi cho tí, cứ lần lượt từng người một xem nó có phù hợp không. Thiết bị điện gì ạ? Sờ. Đây. Đây. Đối thủ quảng cáo nhiều như thế này. Nghĩa là mình làm cái này nó sẽ có
sẽ có khách, họ đang làm, nghĩa là mình cứ đi theo họ thôi. Được chưa? Quan trọng là làm sao để mình tối ưu cho nó hiệu quả hơn cái chi phí mình đào xuống, chi phí mình đào xuống và cái tiền mình, cái hiệu quả mình tăng lên. Thì lát nữa em sẽ có một cái vài cái tip nhỏ để có thể giúp anh được cải thiện được cái việc giúp anh chị hay là giúp cô chú có cái cải thiện được cái khả năng về nâng cao cái tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Nghĩa là người ta kích vào web, nhiệm vụ của quảng cáo là giúp họ mang cái khách hàng đấy vào website đã. Còn việc mua hay không là phải do mình. Giống như cái buổi sáng nay cháu chia sẻ ấy, nó là cái gì ạ? Nó là cái mô hình tương tác này, xong đến tiếp cận này. Đấy. À tiếp cận này, xong đến tương tác này, xong đến ấy đơn này. Đấy, nó còn liên quan đến vấn đề đằng trong nữa cơ, chứ nó không phải là mỗi vấn đề bên ngoài được không ạ? Rồi, của chú đi. Của chú là... Của mình là dinh dưỡng hạt. Dinh dưỡng hạt đúng không ạ? Thử xem nhá, xem có dinh dưỡng hạt ạ? Ừ. Dinh dưỡng hạt gì cơ? Hạt thôi. Không có. Nghĩa là của chú dùng Google chưa chắc đã hiệu quả đâu. Đấy, nó là một cái cách để nghiên cứu thử xem như nào. Còn dĩ nhiên mình phải đi sâu hơn một tí. Nhưng mà nếu mà với cái từ khóa chung của chú như này không có ai làm ấy, thì khả năng là cái kênh này nó không phải là một cái lựa chọn hay nhất. Ví dụ chẳng hạn như cho một cái là việc làm. Việc làm gì ạ? Việc làm ở đâu chứ ạ? Chứ việc làm thì đầy lắm. Một từ khóa là việc làm ở Nhật hay là xuất khẩu Nhật hay là cái gì gì ạ? Việt Nam. Dạ. Việt Nam TK21. Chú đang làm cái trang web đấy. Như sao? Việc làm TK21. Việc làm liên quan đến việc gì? Mình việc làm tuyển dụng. Tuyển dụng. Đây. Đây, quảng cáo đây. Đấy. Đấy, thì nó cũng là những cái để mình tham khảo rất là tốt. Cô L của cô là gì ạ? Dịch thuật đúng không ạ? Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nhá. Cháu thử từ đấy nhá. Dạy tiếng Việt. Đây. Cho đấy. Đây. Của cô làm Google. Dịch thuật đó. Đấy, dịch thuật nhá. Dịch thuật này. Dịch thuật. Mình test xem phù hợp không? Đúng rồi, đây mình đang test xem là nó có phù hợp không đấy. Google đang hiểu là dịch thuật gì đi cô? Dịch thuật công chứng đi. Có dịch thuật công chứng không cô? Tiếng Anh. Có. Dịch thuật công chứng, nhớ thử dịch thuật công chứng nhá. Cũng là một ngành nghề của cô đúng không? Đây này, quảng cáo này. Nhiều. Có một quảng cáo, có thể nó sẽ nhiều hơn bởi vì cháu đang với cháu search hơi nhiều nên là nó sẽ không trả về kết quả chính xác. Nhưng mà nó đã có những cái kết quả như thế này thì chúng ta nên làm. Dịch thuật thì nên cả làm cả Google SEO, Google AdWords sẽ tốt hơn. Của anh đi ạ. Của anh đang làm lĩnh vực gì ạ? Dạ vâng. À anh ấy bất động sản này thôi không phải nói đâu. Đương nhiên. AdWords sẽ sử dụng nhiều bất động sản nữa. Đâu có sử dụng bây giờ. Trước là nếu mà anh biết thì hôm thứ ba anh qua thì sẽ hôm thứ ba em có hướng dẫn bên chị với em sẽ nói sâu hơn về Google nhiều hơn. Nó chuyên về lĩnh vực bất động sản bởi vì bất động sản nó có những cái đặc thù riêng cho bất động sản. Em nghiên cứu rất là sâu về cái lĩnh vực AdWords bất động sản thì em sẽ có những cái chiến lược riêng cho bất động sản. Còn ví dụ như là của hôm nay AdWords em nói cách tổng quan này thì nó lại chỉ phù hợp với những cái ngành nghề dân dụng này. Áp dụng cho bất động sản chết luôn. Thế như ngành nghề của chị là Facebook? Ngành của chị thì nên ở Facebook. Facebook nhiều và nếu mà sử dụng thì nên sử dụng Google SEO. Đấy, còn Google bình thường thì sẽ hơi ấy tí. Google AdWords thì phải nghiên cứu sâu hơn, ngồi với nhau sâu hơn, phải xem danh mục sản phẩm như thế nào, làm gì. Nó nói chung là sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Câu chuyện của chị nó phức tạp hơn câu chuyện của mọi người rất là nhiều bởi vì cái sản phẩm của chị nó mang tính đặc thù riêng. Đấy, thì sẽ cần một cái bạn làm marketing chuyên sâu ngồi làm việc cùng với bạn. Đấy, một thời gian. Đấy thì bạn ấy hiểu về sản phẩm của chị thì bắt đầu họ mới làm được tốt hơn, được chưa? Đấy. Nhưng mà như ví dụ như là của anh hay là của chị thì để về cái lĩnh vực về điện hay là được, kể cả việc làm vậy, hay là của chị thì về về gì nhỉ? Về đàn piano ấy, hay của cô về cái công chứng ấy, dịch thuật ấy, thì có khi lại chỉ cần một buổi hay là cũng là đủ
xài thoải mái rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nhé về cái kỹ thuật. Hôm nay không đi, em nhắc lại là cháu nhắc lại một chút là không đi về kỹ thuật nhá. Nên là mọi người không cần thiết mở máy tính đâu. Được. Chỉ cần nghe để hiểu thôi, được không ạ? Ok. Thì Google AdWords này nó sẽ ngày xưa ấy. Về Google AdWords này. Ngày xưa ấy thì nó sẽ cho phép mình hiển thị 11 kết quả tìm kiếm cơ. 11 kết quả về Google AdWords cơ, nghĩa là nó sẽ như thế này. Nó sẽ hiển thị như này, không phải ghi đâu. Nó sẽ hiển thị 3 kết quả đây. 1 2 3 và khoảng tầm 7 kết quả đây. Nó gọi những kết quả đây. Và đây là hiển thị kết quả SEO. 10 kết quả. Đấy. Ngày xưa nó hiển thị như này. Nhưng bây giờ ấy, với cập nhật mới nhất của Google thì nó chỉ như này thôi. Ngày xưa là như này thì kết quả ở đây 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 sẽ tốt. Nhưng mà bây giờ ấy, chỗ này nó sẽ là 4 kết quả tìm kiếm. Chỗ này để trắng. Và đây là SEO. SEO. Bên dưới này lại nếu mà nó cạnh tranh thì nó lại có 3 kết quả nữa. Theo thứ tự 1 2 3 4 5 6 7. Thì chúng ta mục tiêu của chúng ta nhắm đến là chúng ta sẽ cố gắng nằm ở vị trí từ 2 đến 4, không nằm ở vị trí thứ nhất. Bởi vì khi vị trí thứ nhất khả năng cô sẽ phải chi trả nhiều tiền hơn. Được chưa? Chúng ta sẽ cố gắng vị trí của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này. 5 6 7 bỏ qua. Riêng đã rớt xuống 5 6 7 rồi thì không chơi nữa. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Được chưa? 5 6 7 không chơi nữa. Thì cái chiến lược của cháu như sau. Cái cách đầu tiên là khi chơi Google AdWords chúng ta phải cố gắng vị trí trung bình. Cố gắng vị trí trung bình. Cố gắng vị trí quảng cáo. Nó phải ở top. Top từ 2 đến 4. Vị trí trung bình nó xấp xỉ từ 2,3 đến 3,5 là đẹp. Mọi người có hiểu cái top của cái vị trí này không ạ? Mọi người có hiểu top cái vị trí được không? Nếu mà chưa hiểu phải bảo luôn nhé. Để em với cháu giảng, để em giảng lại. Được chưa? Cố gắng vị trí quảng cáo là vị trí này sẽ là tốt nhất. Đấy. Dưới top không chơi. Và chúng ta phải xác định được cái số tiền một ngày chúng ta sẵn sàng chi tiêu. Xác định được ngân sách ngày. Ngân sách một ngày chi tiêu. Một ngày chi tiêu là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 300.000, 200.000 hay 100.000. Chúng ta phải xác định được. Được chưa? Thứ hai là chúng ta phải biết được mất bao nhiêu tiền cho một nhấp chuột. Mất bao tiền cho một nhấp chuột. Nghĩa là một lượt click đấy mất bao nhiêu tiền. Được chưa? Nếu mà nó đắt quá ấy, ví dụ như là chúng ta xác định chúng ta mỗi lượt click như vậy chúng ta mất khoảng tầm 20.000. Thì thường theo kinh nghiệm của cháu ấy, thường 20.000 Việt Nam đồng trên một nhấp. Thường theo kinh nghiệm của cháu ấy thì 20.000 ấy, nếu mà sẵn sàng mất ấy thì cái ngân sách của chúng ta tối thiểu
tầm 10.000 thì của cô sẵn sàng một ngày cô alo, sẵn sàng bao nhiêu? Alo. 50.000 bao nhiêu? 50.000 một ngày. 50.000 một ngày hơi ít. 50.000 một ngày. Tối thiểu cô nên để 100.000 nó mới ra kết quả. Bởi vì nó có một cái là từ lưu lượng truy cập này. Nó có một cái là từ lưu lượng truy cập này. Lưu lượng này. Truy cập này. Sẽ có một phần chuyển đổi trở thành khách hàng. Giả sử tỷ lệ convert của nó là khoảng tầm 10%. Tỷ lệ chuyển đổi nó là 10%. Thì ví dụ như là muốn có một khách thì cần phải 10 người nhấp chuột. 10 nhấp chuột. 10 nhấp chuột mà ví dụ cô để 50.000 chẳng hạn. Cháu giả sử đi là 50.000, nếu mà vừa nãy chị bảo là khoảng mấy tiền nhỉ? 5.000 đúng không? Cô là 1.500. À 1.500 gì? Thế 50.000 thoải mái. 1.500. Thì đây mới hết có 15.000. Đúng rồi. Mà cô hiểu ý tưởng cháu không ạ? Thế thì 50.000 lại là thoải mái. Thoải mái. Đấy, 50.000 lại là thoải mái. Không cần để đến 100.000. Đấy, nhưng mà nếu mà với điều kiện là tỷ lệ chuyển đổi nó sắp xỉ 10%. Còn nếu tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn thì mình lại phải cần số tiền thấp hơn, lớn cao hơn một chút. Ok, thì tí nữa cháu sẽ nói thêm về cái chi tiết chuyển đổi. Nhưng mà mọi người hiểu về là mọi người phải nắm vững được các chỉ số này chưa ạ? Xác định được số tiền này. Được chưa ạ? Giờ đi sâu hơn tí nhá. Được, chọn mũi tên là Khang hay cái gì đấy? Khách hàng. Khách hàng. Cháu lâu lắm cháu mới động vào bút. Toàn ngồi gõ bàn phím đấy. Tiếp ạ. Chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Mọi người quá không hiểu cái gì không nhỉ? Rồi ok, thế thì bây giờ sẽ đi tiếp nha, sâu bắt đầu sâu dần nha. Thì bây giờ mọi người phải hiểu cái thứ hạng quảng cáo nó xếp hạng như thế nào. Trên Google ấy, Google nó có một cái tiêu chí này, nó luôn muốn mang điều tốt nhất đến người sử dụng. Facebook vậy, muốn mang những cái thông tin tốt nhất đến cho người sử dụng. Được chưa? Nó không hướng đến doanh nghiệp đâu, nên là nó cũng có cái cơ chế xác định rõ. Đấy, nó xác định là nó có những cái phương pháp để làm sao để đảm bảo được quyền lợi của người tiêu dùng. Được chưa? Google nó rất là khôn điều đấy. Thế là nó sẽ có một... Nên là thằng lắm tiền chưa chắc đã lên được top 1. Chi trả nhiều tiền hơn chưa chắc lên top 1. Chi trả ít tiền hơn có khi lại, nếu mình làm tốt thì chi trả ít tiền hơn lại có khi lại lên top 1. Được chưa? Thì nó có một cái phương pháp đấy là nó có một cái quy tắc. Chuẩn bị thay giấy cho anh em ơi. Nó có cái gọi là ad rank. Ad rank, một chỉ số gọi là ad rank, nghĩa là thứ hạng quảng cáo. Hay mọi người hiểu tiếng Việt nó là thứ hạng quảng cáo. Lộn lại giấy là được em ơi. Em ơi. Thay cho anh lộn lại, thay ở thứ hạng quảng cáo. Thứ hạng quảng cáo là gì? Các tiêu chí nó sẽ xếp theo thứ tự là từ 1 đến 4. À chúng ta chỉ tập trung vào 1 đến 4 đấy nhá. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ tập trung 1 đến 4 đấy, 5, 6, 7 bỏ qua. Ok, nó xuống lên đấy là mọi người xác định là mọi người không có khách đâu. Nhấp vào chỉ có đối thủ nó nhấp chơi, mất tiền. Thứ hạng từ khóa đã rơi xuống thứ 5, 6, 7 bởi vì trên Google nó sẽ có báo cáo mà. Trong cái kỹ thuật nó sẽ có cái bảng báo cáo là thứ hạng từ khóa của anh chị đang ở mức nào. Đang ở 5, 6, 7 hay là 1, 2, 3, 4, được chưa? Đấy. Thì thứ hạng quảng cáo nó sẽ là thứ hạng quảng cáo như sau, nó được tính nhau. Ad rank sẽ bằng điểm chất lượng. Mọi người cứ ghi đi ạ, em sẽ giải thích từ từ. Điểm chất lượng nhân CPC. Cứ ghi đi ạ. Mấy đứa ra anh bảo. Thay cho anh mỗi cái này thôi mà. Không ấy được. Được, mặt đằng sau được. Tao bảo mặt đằng sau được. Thay đi. Đỡ mất thời gian. Được. Không sợ đẫm. Cái nào không được tao bỏ qua. Cái ad rank thì nó sẽ bây giờ nhá. Mọi người ghi được cái công thức đấy chưa? Thế bây giờ ad rank thì là mọi người hiểu đấy là thứ hạng. Dựa vào cái điểm đấy thì nó sẽ xếp hạng quảng cáo. Điểm càng cao thì sao? Thứ hạng sao? Thứ hạng dĩ nhiên càng cao. Điểm càng cao thì hạng càng cao. Được chưa? Vãi. Không sợ đâu, cứ sợ ấy. Thay giờ đợi các chú cắt giấy nữa mà giờ. Thôi, đưa đây. Ad rank này. Mọi người nhìn rõ chưa?
Được chưa? Bây giờ nhà quảng cáo thứ nhất, CPC là gì? Số CPC là cái số tiền đấy, ví dụ như 1.500 một click ấy, người ta gọi là CPC. Được chưa? CPC nghĩa là số tiền mình trả cho một lần nhấp chuột là bao nhiêu. CPC bằng số tiền trả cho một lần nhấp chuột. Cái đấy thì mình phải thay đổi. Cái điểm chất lượng ấy, nó là mẫu, nó liên quan đến, nó sẽ chấm cho mình là từ 1 đến 10. Google tự chấm, nó chấm qua rất nhiều tiêu chí từ 1 đến 10. Nào là độ thân thiện website này, nào là mức độ liên quan đến quảng cáo này. Độ thân thiện website nghĩa là sao? Nghĩa là khi người ta ấn vào cái web đấy ấy, thì nó là, nói thế nào dễ hiểu nhỉ? Nghĩa là nó có giao diện mobile không này. Đấy, web trông có đẹp không này. Nó đánh giá hết các điều đấy, được chưa? Anh chị tất cả mọi người đều đang dùng iGroup Blog đúng không ạ? Đúng rồi, thì Google nó, thì iGroup Blog nó tối ưu cho cái việc điểm chất lượng này rồi. Mọi người không phải lo. Đấy, nó tối ưu được cho cái đấy. Nhưng mà mọi người sẽ phải tối ưu về một thứ điểm chất lượng, để điểm chất lượng mọi người tốt hơn đấy, mà lại tỷ lệ chuyển đổi có khách hàng của mọi người cao hơn đấy. Nó là một thứ đấy, nó gọi là nội dung. Nội dung website. Nội dung website. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu mà anh chị hoặc cô chú muốn có nhiều khách hàng hơn, có khách hàng chất lượng, có tất cả mọi thứ thông tin tốt hơn, thì nội dung website nó sẽ quyết định cái yếu tố này. Nội dung website nó sẽ là yếu tố giúp anh chị cô chú có khách hàng tốt. Nên là trước khi chạy quảng cáo ấy, cháu có một lời khuyên. Em có một lời khuyên, đấy là mọi người hãy cố gắng làm cho website mình thật tốt đã, rồi hãy nghĩ đến quảng cáo. Nội dung thật tốt đã, tất cả thông tin mình đưa ra thật tốt đã, rồi mình hãy làm quảng cáo. Rất nhiều người vội vội vàng vàng làm quảng cáo, nhưng mà chất lượng chẳng ra cái gì cả. Cuối cùng khách họ vào, họ trông cái web trông thì sập sệ. Đấy, trông giống như kiểu là mình dọn nhà, mình đón khách ấy. Mình đón khách ấy, nhà cửa mình bẩn, khách không muốn ở lâu không ạ? Không. Đương nhiên là không ạ. Họ nhìn nhà cửa bẩn bừa bộn, họ đã không thích rồi. Mình phải nhà cửa mình trang hoàng, website nó như một cái nhà cửa ấy. Còn khi chạy quảng cáo nó giống như mình đang đón khách ấy. Người ta nhìn nó sạch sẽ, người ta còn muốn ở lại, chứ còn bẩn quá người ta đâu có muốn ở lại đâu, người ta đi luôn đấy chứ. Đấy thì mọi người chú ý cái nội dung website, mọi người muốn có nhiều website, mọi người phải có nội dung tốt, không thì bỏ qua. Thì điểm chất lượng nó liên quan rất là nhiều đến nội dung này, nó có liên quan hay không, ngoài ra nó còn yếu tố về mẫu quảng cáo. Thì cái cách tính như sau. Bây giờ CPC, ví dụ nhà quảng cáo thứ nhất. Ui, trời này hỏng vào. In đậm đấy nhỉ. Sao đâu, vẫn nhìn được. Đỡ. Thôi có khi mấy đứa xén hộ anh thôi. Nhà quảng cáo thứ nhất. Nhà quảng cáo thứ nhất. Nhà quảng cáo thứ nhất. Điểm đây là một này, hai, ba, bốn. Đây là CPC. Có nhìn rõ không ạ? Không thì thay giấy. Có, nhìn rõ được. CPC. Cái thứ hai là điểm chất lượng. Đây là ad rank. Và đây là thứ hạng. Điểm chất lượng thì Google nó tự động nó tính cho mình rồi. Google có tính như vậy. Bây giờ điểm chất lượng của bạn bốn nhà quảng cáo lần lượt như sau. 5 điểm. 7 điểm. Ừ, thầy. Thầy luôn cho anh đi. Mở quá, khó nhìn. Anh thấy khó nhìn không mọi người. Tôi tưởng nó không ngoài lắm. Bỏ luôn cái tờ này ra. Để em cảm lại một chút. Tuột rồi. Đi chưa? Anh trông anh xuất luật rồi đấy. Vào đây.
Rồi, đấy. Rồi. Đây nhà quảng cáo này. 1 2 3 4 CPC. Điểm chất lượng. Up rank. Thứ hạng. Bây giờ điểm chất lượng lần lần như sau. Nhà thứ nhất là được 5 điểm đi. Nhà thứ hai 7 điểm. 8 điểm. 9 điểm. Nhà thứ nhất bid là 2.000 đi. Thằng này là 1.000 đi. 1.5, 1.500 đi. 1.500 đồng đi. Thằng này bid là 1.000 đi. 1.200 đi. 1.100 đồng đi cho nó dễ tính. Rồi ok. Bây giờ mọi người thử lấy công thức CPC. Mọi người thử lấy CPC này nhân về lệ điểm chất lượng này bằng ad rank. Nghĩa là cái này nhân với cái này bằng cái này. Bây giờ mọi người tính hộ giúp em ạ. Nhà thứ nhất thì ad rank sẽ bằng bao nhiêu ạ? 10.000 đúng không em? 10.000. Đấy. Nhà thứ hai ạ? 7.700. Nhà thứ ba ạ? 12.000. À, 9.000 đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xếp thứ hạng đi ạ. Vừa nãy nguyên tắc xếp là gì ạ? Thằng nào? Thằng nào cao nhất thì thằng đấy là số 1. Thằng nào số 1 ạ? Thằng quảng cáo thứ 3 là số 1 đúng không ạ? Thằng nào số 2 đây? 10.000. Đây. Thằng số 3 đúng không ạ? Đây. Thằng nào số 4? Bây giờ mọi người bắt đầu quan sát nhá. Rõ ràng là điểm chất lượng cao hơn. Điểm chất lượng cao hơn. Chưa chắc thằng được điểm chất lượng này cao hơn. Chưa chắc được xếp thứ nhất. Công thức rất là thông minh đúng không em? Bởi vì mày ít tiền quá. Mày trả cho ông ít tiền quá. Ông không cho mày lên thứ nhất. Đây đây, nó chả có 1.000 nè. Điểm chất lượng nó rất là cao, 9 điểm luôn. Nó chỉ xếp thứ 3 thôi. Nhưng mà mày trả cho ông nhiều tiền nhưng điểm chất lượng mày kém. À cái mày trả cho ông nhiều tiền hơn nhưng mà làm sao ạ? Nhưng mà cái điểm chất lượng mày kém hơn thằng này, bởi vì nó mẫu cái mẫu đấy nó không tốt bằng cho người dùng. Cái này là để đánh giá việc tốt cho người dùng hay không mà. Được chưa? Hai kém. Trả nhiều tiền hơn. Nhưng mà chỉ thứ tư thôi. Mày muốn lên gì? Bid cao như thằng này sao? Thằng này nó để hẳn 2.000 cơ mà. Điểm chất lượng nó kém rồi. Nhưng mà vì nó thằng đấy là thằng lắm tiền nên mới leo lên. Thứ hai. Mọi người có hiểu câu chuyện không ạ? Đấy. Nghĩa là chưa chắc đã nhiều tiền hơn mà đã được lên nhất. Mà điểm chất lượng chưa chắc đã tốt đã được lên thứ nhất. Nó rất là khôn nếu đấy. Nếu mà chất lượng của ông thấp, ông phải trả nhiều tiền hơn để có khách hàng. Dạ. Điểm chất lượng cao nhưng mà ông kẹt xỉ, ông trả cho tôi ít tiền thì ông cũng ở dưới rồi. Đấy, dĩ nhiên là cố gắng trả tiền cao. Nhưng mà nếu mà trả được tiền cao hơn thì nó sẽ tốt hơn. Và Google nó cũng không tính theo cái kiểu là bid giá là, nó không tính theo cô. Nghĩa là nó, ví dụ như cô sẵn sàng trả cho nó 2.000 đấy. Cô sẵn sàng trả nó 2.000. Nhưng mà nó cũng không tính 2.000 của cô đâu. Nó chỉ tính khoảng tầm 1.600 thôi. Nó có cái công thức tính tiền nhưng mà thôi, nói ở đây nó phức tạp lắm. Tóm lại là mình sẽ trả một cái số tiền ít hơn số tiền mình định trả rất là nhiều. Đấy ạ. Ví dụ như là mình bid 2.000 thì mình thực ra mình chỉ trả 1.600, 1.700 thôi. Mình cứ bid 30.000 thì chăng nữa mình cũng chỉ trả được khoảng tầm 21.000, 22.000 thôi. Chứ nó không hề lấy hết 30.000 của mình đâu. Bởi vì nó có một cái rất thông minh, nó muốn bảo vệ mình thôi. Thế mà thôi, cái đấy thì có khi mình bỏ qua đây. Tóm lại là mình phải bid tiền lên. Đấy chưa? Nó sẽ tiết kiệm cho mình nhưng mà mình sẽ những cái gì khó quá thôi, khó quá. Đấy chưa? Chúng ta tập trung vào phần này để tại sao cô chú cần hiểu cái này là bởi vì chúng ta cần biết là cái số tiền mình chi trả nó đi về đâu. Và tại sao thứ hạng của chúng ta thấp? Từ chúng ta tối ưu. Chúng ta thấy thứ hạng chúng ta thấp quá đúng không ạ? Hai cách. Thứ nhất là tăng điểm chất lượng này lên. Thông qua tối ưu hóa lại nội dung đi.
Thứ hai là tăng cái giá thầu lên. Lên top sẽ có khách, sẽ có người làm việc với mình. Thấy chưa? Thì đây nó kể câu chuyện này là để về cái cách để làm sao để có khách hàng tốt hơn. Ok. Rồi ạ. Khác với Facebook rất là nhiều. Chúng ta sẽ mua cái từ khóa đấy và chúng ta vẫn có thể chọn được vị trí quảng cáo ở địa lý ở đâu thì trong clip cháu cũng có nói rõ. Đây bây giờ cháu sẽ mở cái clip ấy lên. Mở cái clip ấy lên. Video clip này chuyển vào đâu để xem? Các bạn ấy sẽ có trách nhiệm gửi video cho mọi người. Đây là cháu sẽ mở xem để mọi người xem qua thôi. Cái này làm sao để bật loa bây giờ nhỉ? Cái này làm sao bật loa bây giờ? Loa đây thì được mà, nghe khẽ được. Không được ạ, cái loa này lại không mở được. Mạng thì hơi chán rồi. Loa chỉ cần nghe loa máy tính thôi. Nghe loa máy tính được. Và một ví dụ về cách làm quảng cáo. Bởi vì năm ngoái là làm hướng dẫn kiểu đào tạo ấy, nó phải có video. Chiến dịch quảng cáo. Các bạn hãy nhấp chuột vào một chiến dịch. Sau đấy click vào phần tiện ích mở rộng quảng cáo. Đây là clip này dài 12 phút, 14 phút. Nó hướng dẫn đầy đủ về cái cách làm sao để có được. Các bạn sẽ thấy có tất cả là 9 tiện ích mở rộng quảng cáo. Nhưng với bất động sản các bạn chỉ cần sử dụng 4 tiện ích mở rộng quảng cáo thôi. Chào bạn, tôi là Trung Anh. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp làm thế nào để chạy quảng cáo Google AdWords, thiết lập cho mình chiến dịch đầu tiên. Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã có mặt tại nơi ở nơi dành cho học viên VIP. Và cái nhóm này cho bất động sản. Đây, cái tạo tài khoản, tất cả đầy rất là đầy. Vào đây đăng ký một tài khoản rất là nhanh. Sau đấy bạn đăng nhập vào tài khoản AdWords của mình. Tiếp theo là bạn chọn ngáo AdWords nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với từ khóa quảng cáo. Thì Google nó hoạt động theo nguyên tắc nào? Chúng ta sẽ khác với lại SEO, chúng ta sẽ phải nó đã có hàng. Google nó sẽ so sánh. Bên này là chúng ta. Và đây là Google. Nguyên tắc sau. Chúng ta sẽ chọn những cái từ khóa. Chọn từ khóa.
Và nếu người dùng người ta search ấy, người dùng tìm kiếm, nếu mà hai cái này nó có kết quả tương đồng, hai cái này có kết quả tương đồng thì quảng cáo xuất hiện. Quảng cáo mới xuất hiện. Nếu không có nét tương đồng, quảng cáo không xuất hiện. Cái này người ta gọi là đối sánh. Dễ hiểu nhất là mọi người hiểu nôm na, nó là đối chiếu. Google nó sẽ đối chiếu là xem là người dùng tìm kiếm này nó có trong cái cụm từ tìm kiếm mình chọn không, từ khóa mình chọn không. Đối chiếu, nếu có, nó so sánh lại. Ok, nó cho xuất hiện quảng cáo. Không, họ sẽ không cho. Nguyên tắc như thế này. Thì bình thường là mọi người gõ một cái từ vào trong này đúng không ạ? Gõ một cái từ vào trong Google là nó sẽ ra kết quả đúng không ạ? Nhưng mà khác một chút. Đối với nhà quảng cáo, chúng ta là nhà quảng cáo đúng không ạ? Nhà quảng cáo. Chúng ta là nhà quảng cáo. Thì cái cách chọn từ khóa chúng ta sẽ hơi khác người dùng một tí. Nó hơi kỹ thuật một tí. Thì trong quảng cáo AdWords nó có 5 loại. Thứ ra nó có 3 loại từ khóa chính, 4 loại từ khóa chính. Nhưng chúng ta sẽ làm đến 5 loại từ khóa, vì có một loại là mật rộng. 5 loại từ khóa, hay còn gọi là 5 loại đối sánh từ khóa. 5 loại đối sánh từ khóa. Loại thứ nhất, đối sánh chính xác. Khi hiểu được 5 loại đối sánh này, mọi người sẽ hiểu tại sao cái quảng cáo của mình xuất hiện. Và tại sao khi mình thuê bên ngoài ấy, mình lại cứ mình thỉnh thoảng mình search, mình tìm kiếm ấy, lại không ra cái kết quả quảng cáo mà mình mong muốn. Đấy là do nhà quảng cáo đang chọn loại đối sánh nào. Nó vấn đề là liên quan là nhà quảng cáo đang chọn đối sánh nào. Họ đang chọn từ nào, nhà quảng cáo đang chọn từ khóa nào. Nếu mà mình search một cái từ khóa cũng trùng cái sản phẩm dịch vụ đấy, nhưng mà nó không trùng cái loại đối sánh này, thì quảng cáo sẽ không xuất hiện. Có hơi khó hiểu không? Có hơi khó hiểu không ạ? Chắc là khó. Đây, bắt đầu ví dụ đây. Đầu tiên, đối sánh chính xác. Đúng theo nghĩa của nó, đúng theo ý nghĩa của nó. Đối sánh chính xác nghĩa là phải tìm chính xác cái từ đấy thì nó mới ra. Không chính xác, không ra. Cấu trúc của nó như sau. Từ khóa. Ví dụ. Cho em một từ khóa đi, chị cho em một từ khóa đi. Dạy piano. Dạy từ khóa dài hơn đi. Piano cho trẻ đi. Piano cho trẻ. Dạy piano cho trẻ. Khi ví dụ như là chị là nhà quảng cáo, chị chọn là dạy piano. Dạy. Khi chị gõ vào Google ấy, khi chị làm quảng cáo ấy, chị phải gõ theo cấu trúc này. Dạy piano cho trẻ em. Thấy chưa? Đây là dạng đối sánh chính xác. Chính xác là sao? Là phải chính xác cái từ đấy nó mới ra. Bây giờ nếu mà mọi người search từ dạy piano cho trẻ em mẫu giáo có ra không ạ? Bao nhiêu người bảo không ạ? À, có ra. Dạy piano cho trẻ em mẫu giáo. Ai bảo có giơ tay nữa. Vì nó cứ làm có cả cái những cái từ trong đấy thì vẫn lên chứ. Ai bảo có đã. Em nhắc lại nhá, đối sánh chính xác là phải chính xác cái từ đấy thì nó mới ra. Chính xác tuyệt đối. Có ra không ạ? Ai bảo có. Thế thì không ra, nếu chính xác tuyệt đối thì không ra. Đúng rồi, chính xác tuyệt đối. Nó phải chính như này cơ. Chính như này luôn. Không sai một từ không được. Dạy phải đúng rồi, phải search chính xác từ khóa. Có dấu và không dấu phân biệt nhau. Nếu mà muốn từ, nghĩa là có người search không dấu thì mình phải có hai từ, một từ không dấu, một từ có dấu. Thế bây giờ dạy trẻ em piano, từ đấy có ra không ạ? Đối sánh chính xác? Không. Tại sao? Thiếu chữ cho. Đâu, trong này làm gì có từ cho? Dạy piano cho trẻ em. À đúng rồi. Thế dạy cho trẻ em piano sao? Không ra. Đang đảo thứ tự đi. Có ra không ạ? Không ra nhá. Nó phải chính xác luôn thứ tự này, mà phải chính xác không thiếu, không thừa. Chính xác tuyệt đối hết rồi. Chính xác tuyệt đối luôn. Đấy ạ. Thì đây là cụm từ đối sánh chính xác. Nếu mà nhà quảng cáo chọn dạng đối sánh chính xác. Đấy ạ. Mọi người cứ mặc định là mọi người có phương pháp để mọi người chọn đi. Mặc luôn
cứ mặc định như vậy đi, được chưa? Đừng, đừng quên cái phần kỹ thuật là làm sao để có được cái từ đối sánh chính xác này, quên đi. Tóm lại là mình có cách mình chọn, được chưa? Thì cái phương pháp này, à, nếu mà mình search cái từ khóa là dạy piano cho trẻ em là phải chính xác từ này mới ra, còn nếu khác đi một tí là không được, được chưa? Đây là dạng đối sánh thứ nhất, đối sánh chính xác. Rất dễ hiểu đúng không? Cái này thì mọi người có câu hỏi gì không? Tiếp nhận. Loại thứ hai, đây là đối sánh cụm từ. Cấu trúc của nó như thế này. Đối sánh cụm từ phải, bây giờ là từ khóa sẽ dạng là mỏng và kép nhá, mỏng và kép đấy ạ. Dạy piano trẻ em nó phải chứa cụm từ này, đối sánh cụm từ là phải chứa cụm từ thì nó mới ra, không chứa không ra, không chứa không ra. Mọi người nhớ giúp em cái phần này này. Đối sánh cụm từ là phải chứa cụm từ mới ra, không chứa không ra. Bây giờ ví dụ nhá, mình chọn đối sánh cụm từ là dạy piano trẻ em đúng không ạ? Đố mọi người nhá, giờ em làm, bây giờ em là người dùng, em search dạy piano cho trẻ em có ra không? Ai bảo ra giơ tay. Chứa cụm từ đúng rồi, ai bảo ra giơ tay ạ? Ơ nhiều người giơ tay quá giờ không phải đếm được. Thế ai không bỏ ra đựng giơ tay ạ? Ơ chị vừa giơ tay trước rồi lại giơ tay tiếp. Chị đang giơ tay cái này đâu. Chị chọn cái nào? Thế có ra không? Dạy piano cho trẻ em thì. Bây giờ nhá, nhắc lại nhá, đối sánh cụm từ là phải chứa cụm từ đấy thì mới ra. Phải chứa cụm từ đấy quảng cáo mới ra. Còn không, không ra. Thôi anh Facebook nhá. Phải chứa cụm từ đấy mới ra. Sao? Thế dạy giờ em search từ dạy piano cho trẻ em có ra không? Có ra chứa cái cụm từ. Có ra nó có. Chứa cụm từ. Chứa cụm từ. Không ra nhá. Không ra. Nó phải chứa cụm từ. Đây làm gì có cụm từ dạy piano trẻ em đâu. Bởi vì chữ cho nó xen ở giữa rồi. Chữ cho. Tức là nó có cái nó phải chỉ từ. Nó chỉ chứa cụm từ này. Không. Hello trẻ em. Ai bảo có rồi. Dạy không.
trong clip em sẽ hướng dẫn rất kỹ vấn đề này. Thì mọi người nên chọn theo kiểu này. Thì ví dụ như là của anh là máy biến thế, máy gì nhỉ? Máy biến thế nhá. Em giả sử máy biến thế nhá. Của anh bán những hãng nào? Hanshin. Hay là cái gì? Ui, nói chung cái máy biến thế em thấy nhiều lắm. 3 pha hay 2 pha thì đúng không? 1 pha thì đúng không? Thì thậm chí anh chỉ cần anh chọn là cộng máy này, cộng biến này, cộng thế này. Mỗi này thôi. Cộng biến thì biến luôn đấy. Cho người ta search thoải mái, muốn biến 1 pha, 2 pha, 3 pha, muốn biến cái gì thì biến. Đấy, nó vẫn ra. Nó cứ ra hết. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là đôi khi ấy, mình chọn này đôi khi có những cái hãng mình lại không bán. Em giả sử như máy biến thế có một số hãng khác anh sẽ không bán chắc chắn luôn. Thì nó sẽ sinh ra một cái loại từ khóa tiếp theo để khi người ta search cái từ khóa đấy ấy, quảng cáo không hiển thị. Quảng cáo không hiển thị. Nghĩa là mình sẽ chọn ra những cái từ khóa nó liên quan ngành nghề của mình nhưng khi người ta search không hiển thị. Ví dụ cái loại này người ta gọi là phủ định từ khóa. Phủ định từ khóa. Phủ định từ khóa. Phủ định từ khóa là gì? Phủ định từ khóa nghĩa là khi mà anh chị cô chú mà chọn từ khóa phủ định ấy, người dùng search, người dùng tìm kiếm, quảng cáo không ra. Ví dụ em nói ví dụ máy biến thế nhá. Ví dụ anh chỉ bán loại 3 pha, hình như máy biến thế có loại 3 pha đúng không anh? Có loại 1 pha đúng không? Anh chỉ bán loại 3 pha, không bán loại 1 pha. Được chưa? Bây giờ nếu mà anh chọn phương pháp từ khóa này thì search máy biến thế 1 pha vẫn ra. Nhưng nếu anh phủ định cái từ, anh thêm cái từ máy biến thế 1 pha vào đây. Ví dụ như là phủ định nó sẽ có dấu cấu trúc là trừ. Ví dụ phủ định chính xác thì nó là phủ định trừ từ khóa. Nhưng thêm dấu trừ đằng trước. Phủ định cụm từ thì đã là trừ từ khóa. Được chưa? Phủ định về cái điều chỉnh đối sánh rộng nó sẽ là trừ từ cách trừ khóa. Bây giờ ví dụ anh thêm cái từ máy biến thế 1 pha vào phủ định đi. Máy biến thế 1 pha. 1 pha phủ định đi. Ví dụ như thế này. Thì tất cả những người dùng nào mà search từ máy biến thế 1 pha quảng cáo sẽ không hiển thị nữa. Trừ khóa. Đúng rồi. Ai mà search từ này sẽ không hiển thị nữa. Ví dụ như của cô nhá. Sẽ dịch thuật thành dịch thuật công chứng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô thêm từ đấy vào trong từ khóa phủ định thì những người nào mà search từ khóa đấy sẽ quảng cáo của cô sẽ không ra nữa. Chỉ nhắm được đấy. Đấy. Có hiểu ý tưởng không ạ? Chưa hiểu lắm. Cái này để bớt chi phí đúng không anh? Đúng rồi, cái này sẽ cắt giảm chi phí đi. Trừ khóa. Đúng rồi, trừ khóa. Tức là như thế thì mình sẽ đặt trừ dịch, trừ thuật, trừ công chứng. Trừ công, trừ chứng và trừ Hồ Chí Minh. Đúng rồi, được. Đúng chính xác đấy. Thì nó sẽ loại từ Hồ Chí Minh ra. Loại những người nào dùng search từ cái ra. Của cô thì cháu có một lưu ý nhá. Của cô chạy đây là không, của cô nếu mà dịch thuật công chứng ấy, những cái việc mà người ta phải đến tận nơi là người ta làm việc với cô ấy. Thì có khi là cô chỉ chạy ở khu vực Hà Nội thôi, nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, của chị cũng vậy, của chị chạy Hà Nội thôi nhá, đừng chạy cả nước. Nhưng mà của anh có khi là chạy cả nước được. Cả nước được. Bởi vì hình như là em vẫn biết là có những cái, ví dụ như chỗ kia em làm là bán nam mà bán khối lượng lớn ấy không ít đâu. Đúng không? Có những cái công trình ấy người ta mua rất là nhiều. Đúng không anh? Em nhớ mang máng vậy. Dạ. Vâng. Mà có khi là có những cái nơi nó còn xin mình làm đại lý chứ. Đúng không ạ? Đấy, nếu mà hàng mình tốt. Thì đấy, thì về Google thì mọi người cần hiểu đây. Còn tất cả còn lại nó chỉ là kỹ thuật thôi. Nó chỉ là kỹ thuật thôi. Thì trong clip có hết rồi. Cái cách để làm sao cắt giảm chi phí quảng cáo trong đấy có luôn. Làm theo đúng từng bước vậy. Mặc dù cái đấy là lấy ví dụ của bất động sản thôi. Nhưng mà chỉ cần làm theo đúng từng bước đấy là sẽ có kết quả rồi. Ví dụ như cái dịch thuật của cô, phủ định từ khóa là để cho nó tiết kiệm chi phí á. Phủ định đi thì những cái dịch vụ nào cô không liên quan, cô vẫn chứa từ khóa đấy nhưng mà nó không liên quan đến cái gì cô cung cấp ấy. Đấy thì sẽ không cần nữa. Ví dụ cái dịch thuật công chứng là trừ dịch thuật, trừ trừ dịch, trừ thuật, trừ công, trừ chứng, trừ chứng, trừ thành phố Hồ Chí Minh,
Trừ thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì bởi vì người ta tìm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng người ta có tìm ở Hà Nội đâu. Đây cháu giả sử vậy, cháu không biết cái ngành nghề của cô như nào, đây cháu giả sử vậy. Đấy, ví dụ như của chị là dạy piano trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, chị không cung cấp cái từ đấy. Chị có thể loại bỏ luôn. Hoặc là dạy có những ví dụ như ngành nghề của chị ấy, còn ví dụ như chị ở Ba Đình chẳng hạn, ở Mỹ Đình chẳng hạn. Ở Mỹ Đình vậy, nhưng mà những người ở trên Ba Đình chứ chắc người ta đã xuống chị người ta học đâu, giả sử vậy. Thì người ta sẽ phủ định những người từ ví dụ như là dạy piano trẻ em ở Ba Đình. Người ta sẽ phủ định đi. Đấy thì quảng cáo sẽ không hiển thị, mặc dù chị chạy khắp Hà Nội. Đấy chưa? Trừ cái trường hợp trên cụm từ đấy nhưng nó vẫn ra đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Trừ cái trường hợp này đi. Ok, thì về Google AdWords thì thực ra ấy, đối với ngành nghề như vậy là đối với riêng ngành nghề của ở đây có cô chú với anh chị thì em cũng tư vấn là nên có nên chọn AdWords hay không, của chị nên chọn Facebook nhiều hơn. Còn nếu mà không thì phải bán sang thương mại điện tử. Nghĩa là giao hàng cho sang thương mại điện tử nó sẽ bán nó quảng cáo cho chị. Đấy, chị phải trả phần trăm cho nó. Để cho nó nhập giá tốt kiểu như đại lý. Mà mình sẽ đưa hàng vào các cái trang này. Đúng rồi, thì chị cần tìm một chuyên gia về thương mại điện tử sẽ tốt hơn. Nhưng mà em không giúp được gì. Facebook nó không phải được, em chỉ tư vấn thêm vậy thôi. Facebook nếu tự chạy thì cái ngành nghề của chị nó hơi đặc thù. Cần ví dụ như là những lão làng nhiều hơn chứ còn sale nó cũng chị thấy như AdMob nó đổ không biết bao nhiêu tiền nhưng mà sale lên bao giờ search nó cũng lên tốt. Đúng rồi. Đấy đấy thì cái này nó cần phải cái người có trình độ cao hơn. Chứ em nói thật là em cũng không phải là cái người quá nó không chịu không hiệu quả. Cái của chị thì nó ngành nghề nó hơi to. Làm thì mình mất rất là nhiều tiền. Cái ngành nghề của chị nó hơi to, hơi khó. Em cũng chưa nghiên cứu bao giờ nên em không thể đưa ra những cái lời kết luận được. Nếu mà cần nghiên cứu thì phải ngồi một lúc đấy. Như là ví dụ như việc làm của chú ấy, thì câu chuyện nó lại dễ hơn rất là nhiều. Cái câu chuyện bài toán nó lại bé hơn. Rồi chị chơi bài toán to rồi. bài toán nó không nếu mà của chú thì riêng với cái sản phẩm của chú đang bán ấy thì Facebook là tốt. Còn Google thì nó việc làm sẽ tốt hơn. Việc làm hơn. Còn nếu mà chú bán thì nó sẽ có những từ thực phẩm chức năng giúp làm sao ấy. Ví dụ như cái này nó có chức năng là thực phẩm chức năng giúp khỏe cái gì ấy. Đấy thì mình có thể mình đẩy lên Google, cái này mình phải ngồi nghiên cứu thêm một lúc nữa. Thì sao nó phù hợp không? Còn của anh thì chắc chắn là Google rồi. Facebook không chơi. Facebook chơi thì chỉ chơi mạng tiếp thị lại thôi. Mạng tiếp thị lại nghĩa là đưa khách hàng lại website. Của chị thì chơi được cả Google, Facebook đều rất là tốt. Nếu chị chơi được cả hai thì rất là tốt. Đấy, cách target thì nói chung là như vậy là ổn rồi đấy. Em thấy như vậy là ổn rồi. Thì chị gần tới về kênh quảng cáo của chị em thấy là rất là rõ ràng. Hay của cô cũng vậy, của cô là chơi Google sẽ tốt hơn. Facebook cũng được nhưng mà Google sẽ tốt hơn. Đấy thì cái đấy là chia sẻ thêm. Còn nếu mà mọi người có tay to hay là làm sao ấy thì có thể là chơi, ví dụ như mọi người có tay to lắm tiền ấy thì có thể là chơi những cái bài kiểu nhiều tiền nó khác. Nhiều tiền như vậy, Liên Quan nó chơi nhưng mà bài nhiều tiền nó rất là hay. Em tư vấn cho nó là nghĩa là cái kết quả sale của nó cứ phải 3-4, nghĩa là tìm kiểu gì thấy nó, kiểu gì chơi nhìn thấy nó không đi đâu được. Đúng. Nghĩa là nó không chỉ chơi một website mà nó chơi 3-4 website. Nhưng mà đầu tiên nó đẩy một cái website lên top đã, nó có doanh thu đã. Xong rồi em mới tư vấn cho nó là thêm khoảng 2-3 website nữa đẩy lên. Đấy, nhưng mà ví dụ như là của cô chẳng hạn, cô lắm tiền, cô có thể tách cái dịch vụ công chứng của cô tách thành 3 website. Cô chơi AdWords, cô chơi SEO, cô đẩy lên Google. Đấy, có thể là đầu tiên cô ít thì cô để một con trước, cô thấy đã đủ. Mình nhân đôi tài khoản lên, mình chơi một con web mới, lại tiếp. Nghĩa là nó không kích vào thằng này thì sẽ kích vào thằng kia. Nhưng mà đấy là cái bài toán nhiều tiền. Nghĩa là cô có tiền, cô chấp nhận cái việc là đối thủ cạnh tranh không lành mạnh với cô. Nghĩa là nó có thể kích để làm sao đấy. Cái đấy là chiến lược của cô thôi. Đấy, cháu không thể tư vấn được nhiều nhưng mà đấy là những cái kỹ thuật nâng cao hơn rất là nhiều. Đấy là có thể chơi theo kiểu đấy. Đấy còn em thấy là như vậy hợp lý hơn. Về Google thì cái chiến lược của nó nghiêng nhiều về cái việc độ phủ hơn, đánh mạnh nhiều hơn. Còn về mạng hiển thị thì nói chung cái kỹ thuật mạng hiển thị nó khó lắm. Mọi người nếu mọi người làm bình thường thì nó còn khó kinh khủng luôn. Đốt tiền kinh khủng luôn. Nói chung là tiền đốt không bao nhiêu nó xuể à? Em chị hỏi một chút này. Cái à? Như bên của chị mà chị gắn hình ảnh của sản phẩm vào cái video ấy. Vâng. Chị đưa lên YouTube nó có hiệu quả. Sell YouTube ạ. Sell YouTube thì nên bắt đầu làm những cái lượt người ta vào người ta xem. Có thể, nhưng mà nó có một của chị nên có một chuyên gia. Thứ nhất là chị nên đánh một chuyên gia về sell. Nếu mà làm.
của chị nên làm truyền thông educate thị trường hoặc là làm sao đấy. Ví dụ như là tôi có cái sản phẩm này và tôi nó có ý nghĩa như thế nào. Ví dụ như là sữa giả, sữa nhái rất kinh khủng như thế nào, tôi có sản phẩm như thế nào. Đấy. Thì những cái đấy nó sẽ câu kéo dần khách hàng của chị. Nghĩa là những bài toán rất là lớn, ví dụ như là những cái bài toán về những cái bọn thể hình ấy, những cái bọn giảm cân ấy. Bọn nó biết quái thằng nào béo, thằng nào gầy, Facebook chả target được. Thì nó làm những cái fanpage kiểu dạng trung gian. Tôi có cái sữa này dành cho người béo. Ông uống vào, nó không nói cái việc đấy. Nó bảo đây là các phương pháp giảm béo. Ông nào béo ông kiểu gì ông chẳng quan tâm, ông chẳng like fanpage đấy. Đấy giống như của chị có thể chia sẻ liên quan đến bà mẹ trẻ em. Nhưng mà bà mẹ nó có con thì bà mới quan tâm, nhưng còn bà nào không có con bà quan tâm là quá gì. Chị đang định làm một cái trang fanpage của mẹ thứ hai để chia sẻ tất cả cái kiến thức về cho mẹ và bé. Đấy thì có hiệu quả. Thì đấy chị có thể chạy đại trà, cái tương tác của chị nó rẻ thôi, chạy tương tác bài viết thôi. Nó rẻ, nó thu thập tổng khách hàng, nghĩa là những ai có bà mẹ người ta mới quan tâm hoặc quan tâm. Thì nó mới
của chị chạy về Facebook nhá. Em giả sử chị chạy về mẹ chẳng hạn, về cảnh báo những cái nguy hiểm ấy dành cho mẹ đang mang thai. Chị vừa rồi chị có giả sử có, vậy. Có làm một cái, tức là có biên tập lại một cái video mà 9 dấu hiệu nhận biết khi sắp sinh một trước một tuần đấy. Chị đưa lên YouTube là cái lượng của chị đến bây giờ là khoảng rơi khoảng tầm 1.500. Ai chà, nhiều hết. Nhưng mà vừa YouTube thì em không thu thập được thông tin. Đấy, nếu mà đưa lên Facebook ấy thì mà mình vào là mình biết lượt xem, mà lượt xem của từng cái video mình đưa lên. Rồi. Thì thấy là trong đó thì chị làm khá nhiều, tức là biên tập khá nhiều các cái video về về mẹ mang thai. Nhưng mà từ chỉ có duy nhất cái đấy thì là xanh khác xong còn vòng. Thì đấy cái YouTube thì khó, được. Nhưng mà nếu mà fanpage được. Đúng rồi. Mình chỉ biết không bắt được. Thôi. Đúng rồi, mình không bắt được. Còn lên fanpage thì mình sẽ bắt được. Facebook mình bắt được. Hoặc là chị trong đấy chị chèn những cái banner quảng cáo ấy của riêng mình mà thôi. Banner quảng cáo là đây tôi có cái sản phẩm này. Bây giờ chị hỏi em nhé, cái fanpage của chị là mẹ thông thái và chị đưa luôn cái video mà được. 9 dấu hiệu đấy cả. Đúng không? Được. Thế được. Nhưng mà bởi vì là cái fanpage chị mới lập thì chưa có ai like, chưa có ai. Chị chạy quảng cáo, chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo vào video đấy. Video đấy người ta sẽ rất quan tâm. Đấy, chạy quảng cáo. Cái độ tuổi như thế nào thì bắt đầu chị sẽ thu thập được cái thông tin người dùng. Xong chị chạy remarketing vào đấy bán vào cái tầm. Tức là bây giờ như chị sẽ xem lại trên YouTube là những cái video nào nó có hiệu quả, người ta xem nhiều thì chị cho chạy quảng cáo ở fanpage. Tải lên fanpage xong rồi chạy quảng cáo cũng được. Thu thập được những cái thông tin người dùng này rất là tốt. Sai thì đôi. Đó là sau đó mình dịch cô bọn nó có mình cái trò kèm cái clip của nó vào YouTube trên YouTube nó YouTube nó chạy ấy. Và nó chèn tên của nó dịch hợp gì vào đấy, xong rồi góc này nó lại có cái dịch thuật gì đấy thì nó quảng cáo. Cháu chả hiểu cô nói gì. Nhiều cô nói cái gì gì đó nhiều quá thôi mà cháu chả hiểu gì nữa. Đây nha, cô vào cái này. Cô hôm qua hay vào cái YouTube đi này. Vâng. Xong là cái bọn nó cái quảng cáo ở góc. Tắt đi, xong rồi. Xong rồi. Vâng. Nhá.